Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1821. Từ khoảnh khắc đại trưởng lão đặt chân lên núi Thương Lĩnh đã không còn nghĩ đến chuyện bản thân có thể sống sót trở về. Đại trưởng lão, Hoa Quốc không thể không có ông, Võ Tông vẫn cần có ông đứng ra chủ trì. Viên Sùng Long sợ tới độ quần cũng ướt sũng, quỳ phịch xuống trước mặt đại trưởng lão. Lúc này chỉ có một mình đại trưởng lão còn có thể khiến cho Tiêu Chính Văn dừng tay lại. Tôi đứng ra chủ trì ư, ông nhìn bên dưới đi, cả trăm cả nghìn người, có ai chịu nghe tôi không? Có ai chịu tuân theo Võ Tông hay không? E rằng nếu không phải tới thời khắc sinh tử thì ngay cả bốn gia tộc lớn mấy người cũng chẳng thèm coi Võ Tông chúng tôi ra gì. Đại trưởng lão phất ống tay áo, hất thẳng Viên Sùng Long đang quỳ trước mặt mình ra xa hơn 3 mét. Thương Nhan Bách sợ hãi quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu van xin Tiêu Chính Văn. Chỉ cần có thể sống sót, thể diện gì đó hoàn toàn chỉ là phù du. Thế nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn vẫn chỉ có duy nhất vẻ tuyệt tình, cột sáng cực đại mang theo những tiếng vang lớn đổ xuống bục cao. Láo xược, vào lúc mọi người trên bục cao đồng loạt nhắm mắt lại, gần như chỉ có thể chờ chết thì một tiếng quát rất lớn đột nhiên vang lên, cả núi Thương Lĩnh đều không ngừng vọng lại tiếng quát này. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng màu vàng cao và rộng mấy trăm mét. Cột sáng cực đại va vào bức tường ánh sáng màu vàng đó rồi biến mất tăm. Vào khoảnh khắc cột sáng đó biến mất, núi Thương Lĩnh không ngừng rung chuyển, áp lực trong không khí cũng đồng thời tan biến. Giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù là như vậy, mồ hôi lạnh trên trán mọi người vẫn đang không ngừng túa ra. Vừa ban nãy, chỉ cần cột sáng đó đổ xuống bục cao, không chỉ có mấy người đoàn Hải Long phải chết mà toàn bộ núi Thương Lĩnh cũng sẽ bị san phẳng. Vào khoảnh khắc cột sáng va vào bức tường ánh sáng, một ngọn núi nhỏ cách xa mấy trăm mét phát nổ thành một cái hố lớn. Đó cũng chỉ là uy lực còn sót lại mà thôi. Mẹ kiếp, không ít người đã ngất luôn tại chỗ, ngay cả đoàn Hải Long cũng thở hổn hển. Chỉ có Thương Nhan Bách nhìn xuống dưới núi với vẻ mặt vui mừng. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh, chắp một tay sau lưng đang rảo bước men theo sườn núi. Chương 1822. Người vẫn còn chưa đến nơi đã có thể bộc lộ được sức mạnh lớn như vậy, không phải thủ lĩnh của trận Tông Hoa Sơn thì còn có thể là ai được nữa. Hừ, thằng danh Tiêu Chính Văn đúng là điên cuồng. Người đàn ông trung niên sải bước, đi thẳng lên đàn tế, cặp mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã vận dụng thể lực tới mức cực hạn. Ngay cả con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng như nặng tới nghìn cân. Lúc anh nhìn vào người đàn ông trung niên phía đối diện, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Nguy rồi, Tiêu Chính Văn nghiến răng ken két, hít sâu vào một hơi, dùng hết sức lực trong cơ thể mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Hừ, Tiêu Chính Văn, không ngờ cậu cũng có thể lĩnh hội được đến bước này, thật là vượt xa so với dự tính của tôi. Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt ngược lại còn mang theo vẻ tán thưởng. Chỉ là Tiêu Chính Văn nghiến răng đứng nguyên tại chỗ, lúc này, anh thậm chí còn không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần bản thân lên tiếng thì sẽ mất đi ngụm khí này, tới lúc đó thể lực sẽ không chống đỡ nổi. Là sư bá Hứa Hoài Viễn, mấy đệ tử của Hoa Sơn vui mừng trông ra, thậm chí còn sung sướng hô hào. Hứa Hoài Viễn, ánh mắt của đoàn Hải Long không khỏi đổ dồn về phía người đàn ông trung niên, người này ít nhất cũng đã trăm tuổi, thế nhưng trông vẫn còn rất tráng kiệt. Mặc dù xung quanh cơ thể không có hơi thở cường đại, thế nhưng lại cho người khác cảm giác ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm. Chúng tôi xin được chào đón tiền bối Hứa. Đoàn Hải Long rất nhanh trí, lập tức tiến lên trước một bước khom lưng nói với Hứa Hoài Viễn. Những người khác cũng khom người hành lễ theo. Ngay cả Lâm Phi Dương cũng khom lưng rất sâu với Hứa Hoài Viễn. Suy cho cùng người ta cũng vừa cứu hắn một mạng. Dù hắn là đệ tử số một của thủ lĩnh Thiên Sơn thì cũng phải tỏ lòng biết ơn với Hứa Hoài Viễn. Ông Hứa, cuối cùng thì ông cũng tới rồi, nếu như không phải ông tới kịp thời thì chúng tôi đã chết chắc rồi. Tên Tiêu Chính Văn này rõ ràng là một kẻ điên cuồng ác độc, muốn trừ khử hết tất cả chúng tôi cùng một lúc, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho cậu ta. Khuôn mặt Thương Nhan Bách méo mó chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi lớn tiếng nói với Hứa Hoài Viễn. Hứa Hoài Viễn quan sát Tiêu Chính Văn, liên tục gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn tầng mây mịt mờ trên bầu trời, trầm giọng nói, người này quả nhiên không tầm thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 1823. Bên dưới thiên tinh trận còn có thể tạo ra chiến tích như vậy, tốt. Rất tốt, mấy người có biết tại sao thiên tinh trận không thể áp chế được chiến lực của cậu ta không? Hứa Hoài Viễn chắp một tay sau lưng, cười hỏi. Đúng thế, chúng tôi cũng đang cảm thấy rất khó hiểu. Thương Nhan Bách nói với vẻ nịnh nọt. Bởi vì từ trường, cậu ta cũng lĩnh hội được điểm đó, vận dụng từ trường của bản thân thuận lợi hơn rất nhiều so với việc vận dụng thế giới bên ngoài, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Thật sự khiến tôi rất bất ngờ, 30 năm trước tôi mới lĩnh hội được huyền cơ, mà năm nay thằng danh này mới 20 mấy tuổi. Trong mắt Hứa Hoài Viễn lóe lên tia sáng, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tham lam, nói Tiêu Chính Văn, cậu đã bước vào đường cùng rồi, chỉ cần cậu bái tôi làm thầy, chuyện ngày hôm nay, thậm chí là ân oán giữa cậu và nhà họ Trương đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Bái ông làm thầy ư, ông cũng mạnh miệng quá nhỉ, nếu như không có thiên tinh trận này thì tôi giết ông cũng dễ như giết con gà con chó mà thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Ánh mắt của Hứa Hoài Viễn nhìn chăm chăm Tiêu Chính Văn hồi lâu, bàn tay chắp sau lưng siết chặt thành nắm đấm, thế nhưng gương mặt vẫn tươi cười như cũ. Chàng trai, cậu cũng mạnh miệng đấy, giết tôi dễ như giết con gà con chó ư. Không thể không nói, Tiêu Chính Văn cậu quả thực có điểm không giống với mọi người, đối diện với nhiều kẻ địch mạnh mà vẫn có thể ung dung tới thế. Thế nhưng ung dung chỉ có thể nói lên rằng cậu đã chinh chiến nhiều lần mà thôi, không có mối liên hệ gì với thực lực hết. Tôi thật sự không tin tới nước này rồi mà cậu vẫn có thể lật ngược ván cờ. Nói tới đây, Hứa Hoài Viễn xoay đầu nói với Đoàn Hải Long, Minh chủ đoàn, thu thiên tinh trận của ông lại, hôm nay tôi sẽ đấu tay đôi với vua Bắc Lương ngông cuồng tự đại này. Hả, Đoàn Hải Long hít sâu đáp, tiền bối Hứa, chuyện này e là không ổn, thực lực của người này, cái gì? Hứa Hoài Viễn trừng mắt, lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiền bối Hứa, ông đừng hiểu lầm. Ý của tôi là thằng nhóc này là một con mãnh hổ, thả cậu ta ra chắc chắn sẽ làm hại người khác. Đoàn Hải Long vô cùng khách khí nói. Thật ra trong số các thủ lĩnh lớn của năm đại danh Sơn, ngoại trừ Thiên Sơn thì những người còn lại đều chưa đạt tới cảnh giới thiên thần do đó cũng không phải thiếu thốn nhân tài. Mà là có công ước ở đó, cho dù mấy danh Sơn lớn đều không thiếu cường giả ở cảnh giới thiên thần chấn giữ. Nhưng cường giả ở cảnh giới thiên thần lại không thể can dự vào chuyện thế tục, cảnh giới thiên thần chỉ để trang trí, chỉ bằng để những nhân vật này du rú trong nhà, tiện thể che giấu thực lực của bản thân. Mà ở cùng một cảnh giới, Đoàn Hải Long không thể không thừa nhận Tiêu Chính Văn đã đạt đến đỉnh cao. Nếu như thu lại thiên tinh trận, ai có thể kìm hãm được Tiêu Chính Văn đây? Chương 1824. Ai dám bảo đảm anh không hồi phục lại chiến lực đáng sợ cơ chứ? Lỡ như Hứa Hoài Viễn không thể ngăn cản được Tiêu Chính Văn thì hậu quả có thể sẽ mang tính hủy diệt. Không cần nhiều lời, tôi đường đường là thủ lĩnh của trận Tông Hoa Sơn, còn phải sợ một thằng danh vắt mũi chưa sạch hay sao? Hứa Hoài Viễn chắp một tay ra sau lưng, dùng thanh bảo kiếm chỉ vào Tiêu Chính Văn. Được rồi, vậy tôi sẽ nghe theo lời tiền bối. Đoàn Hải Long bất lực, chỉ đành nghe theo lời Hứa Hoài Viễn thu hồi thiên tinh trận. Màn ánh sáng mờ ảo đó vừa mới biến mất. Tiêu Chính Văn lập tức cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm. Thể lực khắp người cũng khôi phục rất nhanh. Chàng trai, thế nào? Lần này cậu không thể nói tôi ức hiếp cậu nữa rồi nhỉ? Hứa Hoài Viễn cười lạnh lùng nói. Thật ra Hứa Hoài Viễn vẫn chiếm lợi khá lớn. Dù sao Tiêu Chính Văn đã đánh liên tiếp 2 trận, thể lực sụt giảm rất nhiều, hiện giờ chỉ là không có thiên tinh trận áp chế anh mà thôi. Đây chính là điểm xảo quyệt của Hứa Hoài Viễn. Với mọi người, Hứa Hoài Viễn giết chết Tiêu Chính Văn trong tình cảnh này tuyệt đối là kết quả của một cuộc đối đầu công bằng. Mà nếu như Tiêu Chính Văn thắng thì cũng không dám dồn Hứa Hoài Viễn vào chỗ chết. Suy cho cùng, nếu không có người ta đối xử khoan hồng thì e rằng lúc này ngay cả xương cốt Tiêu Chính Văn cũng chẳng còn nữa rồi. Hứa Hoài Viễn muốn dùng thủ đoạn này để đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Vừa lấy lại thể diện cho Hoa Sơn lại vừa thể hiện được mình là người có đức độ. Có thể đây sẽ là quyết định khiến ông phải hối hận nhất cả đời này. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Sao Tiêu Chính Văn lại không nhìn ra ý đồ của Hứa Hoài Viễn chứ? Chỉ là Tiêu Chính Văn không thể ngửa bài theo lối chơi của Hứa Hoài Viễn, dù gì thù oán với Hoa Sơn cũng đã rất sâu đậm. Bất luận có giết chết Hứa Hoài Viễn hay không,
ân oán giữa Tiêu Chính Văn và Hoa Sơn cũng không thể kết thúc như vậy. Vậy nên hôm nay Hứa Hoài Viễn nhất định phải chết. Hừ, Tiêu Chính Văn, tôi đã biết tất cả những con át chủ bài của cậu, không phải chỉ là Thiên Sơn Thư Lục và Tam Tuyệt Trận của nhà họ Trương thôi sao? Mấy con bài này của cậu, ở trước mặt tôi thật sự không đáng để nhắc tới. Tiêu Chính Văn, e rằng cậu vẫn chưa biết tới sự lợi hại của thủ lĩnh trận Tông Hoa Sơn chúng tôi đâu nhỉ? Chương 1825. Thương Nhan Bách là người đầu tiên nhảy ra. Mặc dù ban nãy cụ ta bị dọa sợ run bần bật, thế nhưng vào khoảnh khắc Hứa Hoài Viễn xuất hiện, Thương Nhan Bách giống như lại tìm thấy sự tự tin thêm một lần nữa. Cụ ta còn kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, lắc đầu bước đi trước mặt Tiêu Chính Văn. Lúc này, đám người trên bục cao cũng đồng loạt đứng dậy khom lưng vái lạy Hứa Hoài Viễn. Ngay cả Lâm Phi Dương vẫn luôn cao ngạo cũng khom lưng rất sâu với Hứa Hoài Viễn. Thật ra Hứa Hoài Viễn ban nãy đã cho tất cả mọi người một loại ảo giác. Đó là ở trước mặt lão, Tiêu Chính Văn căn bản chẳng là gì cả. Thậm chí ngay cả bản thân Hứa Hoài Viễn cũng có loại ảo giác y như vậy. Dù gì ban nãy lão cũng đã dễ dàng ngăn chặn được đòn tấn công toàn lực của Tiêu Chính Văn, điều này ít nhất có thể nói lên rằng trên phương diện trận pháp và phương diện thông hiểu về đấu võ thì hai người bọn họ có cách biệt rất lớn. Nếu theo lý thường mà nói, bọn họ nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai. Thế nhưng vừa nãy Tiêu Chính Văn đã bị trói chặt bên trong Thiên Tinh Trận, căn bản không có cách nào bộc lộ hết toàn lực, thực lực của anh còn bị Thiên Tinh Trận phong ấn. Chỉ có thể phát huy được chưa đến 1/10 thực lực. Vậy nên Hứa Hoài Viễn có thể ngăn chặn đòn tiến công toàn lực của Tiêu Chính Văn cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thế nhưng, sau khi Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc kia, kết quả sẽ hoàn toàn khác xa. Có tiền bối Hứa ở đây, hôm nay mày nhất định sẽ chỉ còn đường chết. Lâm Phi Dương cũng chỉ vào Tiêu Chính Văn và quát lớn. Vốn dĩ bọn họ không ngờ Hoa Sơn sẽ phái một nhân vật có máu mặt như Hứa Hoài Viễn tới đây. Mà vào khoảnh khắc Hứa Hoài Viễn xuất hiện đã định đoạt kết quả của trận quyết đấu ngày hôm nay. Ngay cả sắc mặt của mọi người đang đứng ở đây cũng đã hòa hoãn đi rất nhiều. Đồng thời, không ít người còn cười lạnh lùng với Tiêu Chính Văn, đặc biệt là Đông Phương Thiếu và Viên Sùng Long. Nhà họ Tiêu quả thực từng là gia tộc giàu có số 1 ở Long Kinh. Cũng biết quá nhiều những bí mật không được lưu truyền của Hoa Quốc. Đáng tiếc, Tiêu Chính Văn còn quá non trẻ, hơn nữa từ nhỏ đã không lớn lên trong nhà họ Tiêu, tất cả những hiểu biết về Hoa Quốc đều rất ít ỏi. Danh Sơn được gọi là Danh Sơn bởi vì thủ đoạn nhiều tới mức không thể đếm xuể. Chương 1826. Đừng thấy hai người Đoàn Hải Long và Hứa Hoài Viễn ở cùng một cấp bậc mà lầm. Thực tế dù có tới hai Đoàn Hải Long ở cùng một chỗ thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Hoài Viễn. Tiêu Chính Văn chẳng khác gì phải đối diện với hai nhân vật có cùng đẳng cấp như Đoàn Hải Long cùng một lúc, dù cho anh có cả nghìn thủ đoạn thì đã sao? Còn có thể so sánh với cao thủ thực sự bên trong Danh Sơn à? Đặc biệt khi trận tông vẫn luôn là sự tồn tại bí mật nhất trong số các Danh Sơn lớn. Bởi vì thứ mà bọn họ nắm giữ không chỉ ảo diệu mà lực sát thương và uy lực cũng lớn tới độ kinh người. Có thể nói, đầm nước võ tông Hoa Quốc này sâu không thể lường. Mà Tiêu Chính Văn lại mới chỉ hiểu biết một góc của khối băng đã tự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Ngược lại, cùng với sự hồi phục của thực lực và chiến lực, Tiêu Chính Văn càng trở nên bình tĩnh hơn. Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi sẽ chết tại nơi này sao? E rằng lại khiến cho mấy người phải thất vọng rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Thất vọng ư, Hứa Hoài Viễn nghe tới đây thì ngửa đầu cười lớn. Tiêu Chính Văn, cậu vẫn nói khoác mà không biết ngượng nhỉ. Dù cậu có thể giết chết Đông Phương Ngạo Vũ, có thể giết cả Cửu Vạn Lý nhưng ở trước mặt tôi, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là loại tôm tép mà thôi. Dù có là minh chủ của Liên minh Võ Thuật Đoàn Hải Long, cậu hỏi ông ta xem có dám ra tay với tôi không? Hứa Hoài Viễn vô cùng cao ngạo chỉ tay vào Đoàn Hải Long. Nói thật thì Đoàn Hải Long quả thực là không dám. Cậu chỉ là một thanh niên vắt mũi chưa sạch, trước đây là bởi vì các Danh Sơn lớn và cả tiền bối võ tông sống kín tiếng, không có hứng thú với mấy loại công danh giới thế tục nên mới để cậu trở thành vua Bắc Lương của Hoa Quốc, để cậu chiếm lĩnh một phương. Lẽ nào cậu thật sự cho rằng võ tông Hoa Quốc này không có ai? Năm đại danh sợ của chúng tôi không có ai. Ha ha ha, ngây thơ. Nói tới đây, Hứa Hoài Viễn đã siết chặt thanh kiếm trong tay, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường.
Lúc Hứa Hoài Viễn cầm thanh kiếm dài trong tay, giữa bầu trời, mây trắng từng tầng ùn ùn kéo tới che lấp luôn ánh mặt trời trong nháy mắt. Bỗng chốc, gió lớn quét qua giống như cả thương lĩnh đều đang phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cho cậu xem cái gì gọi là kiếm chảm thiên. Nói tới đây, chỉ thấy Hứa Hoài Viễn chém một nhát kiếm về phía bầu trời, một tia sáng mặt trời chói mắt xuyên qua tầng mây. Keng, cùng lúc tia sáng mặt trời đó lao tới, tiếng kiếm kêu cũng vang rền khắp cả ngọn núi. Chương 1827. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Đó là một trong tám tuyệt kỹ lớn của Hoa Sơn Phù Quang kiếm ảnh. Thật ra đó không phải là ánh mặt trời mà là kiếm quang. Là trận pháp khiến người ta sinh ra ảo giác rằng đó là ánh sáng mặt trời bình thường. Nhưng chỉ có người bị kiếm quang đó chiếu đến mới biết ánh kiếm đó đáng sợ thế nào. Bất kể bạn chặn nó lại bằng cách gì, bạn có thể ngăn được ánh sáng sao? Nhưng bạn không ngăn được thì ánh kiếm đó vẫn sắc bén hơn bảo kiếm thật sự mười mấy lần. Tiêu Chính Văn sơ suất không để ý một chút đã bị một luồng ánh kiếm đâm vào người. Soạt, chỉ trong thoáng chốc, trên người Tiêu Chính Văn xuất hiện hàng trăm vết máu dày đặc, hơn nữa mỗi một đường đều sâu đến tận xương. Tiêu Chính Văn, thế nào? Có thể nhìn thấy một trong tám tuyệt kỹ lớn của Hoa Sơn trước khi chết, cậu xem như là chết cũng đáng đấy, ha ha ha. Thấy Tiêu Chính Văn đã bị thương, Thương Nhan Bách vui mừng khôn xiết. Những người khác trên bục cao cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có đại trưởng lão mặt mày méo xẹo trợn mắt nhìn mấy người không biết xấu hổ này. Nhưng đại trưởng lão không có tư cách lên tiếng trước mặt Hứa Hoài Viễn, bởi địa vị chênh lệch quá lớn. Đừng nói là một mình ông ta, dù có là cả võ tông, người ta cũng xem thường. Huống gì đây còn là sân nhà của Liên minh võ thuật. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là sự cách biệt giữa có sư môn và không có sư môn, tôi chịu nhận cậu làm đệ tử là thật tâm chân quý người tài. Tuyệt đối không phải tôi sợ cậu. Thậm chí tôi không cần đến thanh kiếm dài này cũng có thể giết cậu. Hứa Hoài Viễn lắc thanh kiếm dài trong tay, mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hai, xem ra hôm nay nếu Tiêu Chính Văn không chịu thua thì chắc chắn sẽ chết. Hừ, theo tôi thấy Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ không chịu thua, dù sao thân phận vua Bắc Lương vẫn ở đó, nếu là tôi, dù vì thể diện cũng tuyệt đối không chịu thua. Đừng nhìn cậu ta có thể chèn ép Cửu Vạn Lý mà lầm, khi đối mặt với người của danh sơn thật sự, cậu ta còn kém xa lắm. Trong đám người có vài môn chủ lớn tuổi thì thầm bàn tán. Nhưng không ngoại lệ, tất cả mọi người ai cũng đoán Tiêu Chính Văn sẽ chết. Chương 1828. Sao thế, Tiêu Chính Văn, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu quỳ xuống thành tâm thành ý nhận tôi làm sư phụ, tôi vẫn có thể nói được làm được. Không chỉ cầu xin cho cậu không chết mà còn có thể dẹp yên mọi mối tai họa trước đó cho cậu. Hứa Hoài Viễn vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt rực lửa. Thật ra trong lòng lão chưa từng nghĩ sẽ nhận Tiêu Chính Văn làm đệ tử. Sở dĩ muốn làm thế là vì Thiên Sơn Thư Lục trong tay Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn giao ra Thiên Sơn Thư Lục rồi bảo anh dịch nội dung trong Thiên Sơn Thư Lục ra. Lúc đó Tiêu Chính Văn cũng mất đi giá trị lợi dụng. Thậm chí Hứa Hoài Viễn sẽ tiêu diệt Tiêu Chính Văn ngay lập tức. Hừ, Hứa Hoài Viễn, ông còn nhớ những lời tôi nói với ông không? Đừng vui mừng quá sớm, chưa đến cuối, ai mà biết được con bài cuối của đối phương là gì? Mặc dù Tiêu Chính Văn bị thương nhưng lời nói vẫn rất tự tin. Nếu đã thế thì cậu chết luôn đi. Nói đến đây, Hứa Hoài Viễn vung một tay lên, kiếm quang đó lần nữa xuyên qua tầng mây đánh về phía Tiêu Chính Văn. Ánh sáng chói mắt lại bắn về phía Tiêu Chính Văn. Anh chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng chói mắt đó, chỉ là mọi người chưa nhận ra lúc này gương mặt Tiêu Chính Văn thoáng qua nụ cười nhạt. Ngay khi ánh sáng đó chỉ còn cách Tiêu Chính Văn chưa đến 10 cm, anh bỗng vung tay lên. Con dao quân đội năm cạnh bỗng phóng ra. Hừ, ngu ngốc, con dao quân đội năm cạnh của cậu sao có thể chặn được ánh sáng, lạch cạch. Khi Hứa Hoài Viễn vẫn còn đang đắc ý kiêu ngạo, một tiếng động cực lớn vang lên trong không trung. Một vầng sáng màu trắng bao quanh con dao quân đội năm cạnh rồi dần lan ra xung quanh. Ngay lúc bị thương, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu thủ đoạn của Hứa Hoài Viễn. Thật ra đó không phải là ánh sáng gì, cũng không phải kiếm quang, chỉ là một trận pháp che mắt. Trong trận pháp,
Phép che mắt này quả thật đã đạt đến độ cao nhất định, hoàn toàn khác với trận pháp ảo thuật Tiêu Chính Văn sử dụng trước đó. Nhưng dù sao giả cũng là giả. Nếu ánh sáng đó làm mình bị thương, lúc này Tiêu Chính Văn đã bị chém thành từng mảnh từ lâu, đâu thể yên ổn đứng ở đó. Thế nên vừa rồi anh bị thương, hoàn toàn là bởi thanh kiếm dài trong tay Hứa Hoài Viễn. Không thấy thanh kiếm động đậy là vì trình độ võ thuật của Hứa Hoài Viễn quá cao, tốc độ ra đòn cũng cực nhanh, không thể phân biệt rõ. Chương 1829. Nếu trước mặt Hứa Hoài Viễn là một người khác thì có lẽ hôm nay lão sẽ giành chiến thắng, nhưng vấn đề là lão lại gặp phải Tiêu Chính Văn. Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép lại mấy thủ đoạn nhỏ này. Tiêu Chính Văn không nói là mình có thể thuộc lầu lầu nhưng cũng thuộc được kha khá. Khi vầng sáng màu trắng đó lan rộng ra, một luồng uy lực mạnh mẽ bỗng chốc bao trùm cả đàn tế. Hứa Hoài Viễn không ngờ tuyệt kỹ mình giỏi nhất lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ dễ dàng như vậy. Càng khiến lão không ngờ đến hơn là ngay lúc Hứa Hoài Viễn còn đang sửng sốt thì một âm thanh rõ to vang lên. Cạch, thanh kiếm dài trong tay Hứa Hoài Viễn bỗng vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Một lưỡi kiếm trong đó còn đâm trúng vào bả vai phải của Hứa Hoài Viễn. Phụt, Hứa Hoài Viễn cảm thấy đau nhói ở bả vai, nhưng lão còn chưa kịp hoàn hồn thì một luồng sức mạnh điên cuồng ập đến chỗ lão. Lúc này Tiêu Chính Văn không hề sử dụng bất kỳ trận pháp nào, càng không sử dụng sức mạnh của từ trường mà là dựa hết vào sức mạnh của bản thân đánh về phía Hứa Hoài Viễn. Hứa Hoài Viễn chỉ thấy một bóng người xoẹt qua trước mặt mình. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ở nơi cách lão không đến ba bước. Hả, Hứa Hoài Viễn không khỏi kinh ngạc thốt lên, vừa định lùi về sau thì chỉ thấy Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội năm cạnh đâm mạnh về phía Hứa Hoài Viễn. Mẹ kiếp, Hứa Hoài Viễn không khỏi thầm mắng một tiếng. Trận Tông cũng có khuyết điểm của Trận Tông, đó là thực lực của bản thân cực kỳ yếu. Nếu so sánh với cận chiến, có lẽ Thiên Vương địa cấp 3 sao đều có thể đánh bại Hứa Hoài Viễn. Nhưng hình thức chiến trường luôn thay đổi trong thoáng chốc, nào có thời gian cho lão nghĩ nhiều. Không đợi Hứa Hoài Viễn giơ mảnh kiếm vỡ lên đỡ đòn, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đã phóng đến ngay trước mặt. Phụt, lại một tiếng trầm đục nữa vang lên, cơ thể Hứa Hoài Viễn bay ngược ra xa. Đúng thế, là bay lên không trung. Một dòng máu bắn ra kéo dài từ cơ thể Hứa Hoài Viễn đến mặt đất. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh đè lên cơ thể Hứa Hoài Viễn rồi đập thẳng xuống đất. Rầm. Chương 1830. Tảng đá trải qua bao năm tháng đó cũng bị cả người Hứa Hoài Viễn làm nứt toác. Cơ thể Hứa Hoài Viễn đâm thẳng vào tảng đá. Hơn nữa còn đâm sâu vào vài mét. Mọi người xung quanh hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy cái hố sâu hình người đó. Đó còn là tiền bối Hứa sao? Sao ngay cả lão cũng bị đánh bại thế? Sắc mặt Đoàn Hải Long càng thêm tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Tiêu Chính Văn quả thật là một tên biến thái. Hứa Hoài Viễn ở trong cái hố hình người đang liên tục ho ra máu, tóc xõa trước ngực. Lúc này đừng nói là ra tay đánh trả, ngay cả động đậy cơ thể cũng trở thành hy vọng xa vời. Tiêu Chính Văn, cậu dám, Hứa Hoài Viễn không cam lòng quay đầu lại tức giận nhìn Tiêu Chính Văn, vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bị thương, Hứa Hoài Viễn đã buông lỏng cảnh giác. Theo lão thấy, Tiêu Chính Văn cũng giống với những đối thủ khi trước của mình, rồi sẽ chết thảm dưới tuyệt kỹ của Hoa Sơn. Thế nhưng ai mà ngờ được, Tiêu Chính Văn lại phá được Phù Quang Kiếm Ảnh, một trong 8 tuyệt kỹ của Hoa Sơn. Lúc này, lão đang vô cùng hối hận, không nên xem thường Tiêu Chính Văn như vậy, dù gì trong tay Tiêu Chính Văn cũng là Thiên Sơn Thư Lục. Thế nhưng lão đã không còn cơ hội nữa rồi. Tiêu Chính Văn cười khẩy đi tới trước cái hố lớn hình người. Nhún người nhảy vào bên trong. Thụp, hai chân của Tiêu Chính Văn nặng nề dẫm thẳng lên lưng của Hứa Hoài Viễn. Ngay sau đó, âm thanh xương cốt đứt gãy lập tức vang lên. Á, Hứa Hoài Viễn lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Ông muốn tôi bái ông làm sư phụ sao? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Hứa Hoài Viễn đang thở thoi thóp, lạnh lùng hỏi. Hứa Hoài Viễn nghiến răng, khuôn mặt méo mó. Bị Tiêu Chính Văn dùng chân dẫm lên lưng, một chân khác thì dẫm lên đầu, lão còn có thể nói gì được nữa. Thu nạp Tiêu Chính Văn làm đồ đệ ư, mẹ kiếp. Chương 1831. Phổi của Hứa Hoài Viễn sắp nổ tung. Lúc này,
lão rất vui vì bản thân đang nằm trong một cái hố lớn sâu mấy mét như vậy, thảm thì có thảm một chút, thế nhưng vẫn tốt hơn là bị hàng trăm nghìn người cười nhạo. Sao có thể như vậy chứ? Lâm Phi Dương trợn trừng hai mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn đang dẫm lên Hứa Hoài Viễn bên trong cái hố lớn hình người. Ôi, Đoàn Hải Long bất lực lắc đầu. Thiên tinh trận tổn hao rất nhiều thể lực, dùng một lần đã là cực hạn. Lúc này, dù cụ ta có lòng thì cũng chỉ đành bất lực. Cụ ta đã nói từ đầu, thả Tiêu Chính Văn ra có khác gì thả hổ về rừng. Thế nhưng, Hứa Hoài Viễn đáng chết lại còn nghi ngờ cụ ta. Lúc này, thật sự có không dưới 1 triệu câu mẹ nhà mày điên cuồng phát ra từ trong đáy lòng của Đoàn Hải Long. Gặp phải một đồng đội ngu đần như vậy, ai rồi cũng cảm thấy sụp đổ như thế thôi. Vào lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy một bóng người lao về phía hố lớn hình người nhanh như một mũi tên sắc lẹp. Lâm, Đoàn Hải Long vừa nhìn đã nhận ra, chủ nhân của bóng người đó là Lâm Phi Dương. Cụ ta vẫn còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Phi Dương đã nhảy vào trong cái hố sâu đó. Đừng nói mấy người Đoàn Hải Long không hiểu, ngay cả bản thân Lâm Phi Dương cũng không hiểu, tại sao hắn lại nhảy vào bên trong. Không đúng, căn bản không phải bản thân hắn muốn nhảy vào trong, vừa rồi có một nguồn sức mạnh vô hình đẩy hắn vào đó. Còn chưa đợi Lâm Phi Dương hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chính Văn đã giơ tay túm lấy tóc của hắn. Bộp, Lâm Phi Dương chỉ cảm thấy một cơn đau đớn truyền tới đỉnh đầu, đau tới độ Lâm Phi Dương suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Lúc nãy là mày đánh lén tao phải không? Tiêu Chính Văn túm tóc của Lâm Phi Dương, đập mạnh mặt của hắn vào đầu gối của mình, đồng thời, một chân hơi cong lên. Bốp, lại là một tiếng vang nữa, chỉ thấy cơ thể của Lâm Phi Dương bay lên không trung, sau khi bay lên cao 4, 5 mét từ trong cái hố lớn thì nặng nề rơi xuống dưới. Chương 1832. Dầm, cơ thể của Lâm Phi Dương đập mạnh lên trên người Hứa Hoài Viễn. Suýt thì đè chết luôn Hứa Hoài Viễn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, thế nhưng căn bản không có một ai dám đứng ra ngăn cản. Sự việc đã tới nước này rồi, ai còn dám đối đầu với Tiêu Chính Văn nữa đây? Ngay cả ý nghĩ duy nhất trong đầu Đoàn Hải Long cũng là hy vọng Tiêu Chính Văn mau chóng giết chết hai tên này rồi rời khỏi đây. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không gây sự với cụ ta tình nguyện ở ẩn vĩnh viễn, không tùy tiện tham gia vào chuyện phân tranh trong thế tục nữa. Thật sự quá nguy hiểm. Không phải ông nói muốn tôi chết dưới tuyệt kỹ của Hoa Sơn mấy người hay sao? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nhìn Hứa Hoài Viễn đang bị đè bên dưới người Lâm Phi Dương. Không đợi Hứa Hoài Viễn mở miệng, Tiêu Chính Văn lại dùng một chân dẫm lên trên cột sống của Lâm Phi Dương. Cùng với âm thanh răng rắc của xương khớp bị đứt gãy, Lâm Phi Dương đau đớn tới mức cả người co rúm lại. Mày bảo tao chịu chết à? Tao thật muốn xem rốt cuộc ai mới là người phải chết. Rắc, 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 khụ, Lâm Phi Dương đau đớn phun ra một ngụm máu lớn. Cột sống của hắn đã bị Tiêu Chính Văn dẫm đứt lìa vài khúc. Có những chỗ đã đâm rách cả quần áo, chọc xuyên ra ngoài từ bên trong. Loại đau đớn này, đừng nói Lâm Phi Dương không thể chịu đựng nổi, ngay cả những người đang có mặt cũng không nhịn được mà sờ lên lưng mình. Không, Tiêu Chính Văn. Tao là đệ tử của Thiên Sơn, mày không thể đối xử với tao như thế. Lâm Phi Dương vừa nhổ ra những ngụm máu từ trong miệng vừa chỉ vào Tiêu Chính Văn mà gào lên. Không thể sao, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, sau đó thì vung tay ra. Xoẹt, con dao quân đội năm cạnh mang theo tia sáng sắc lẹm cắm thẳng vào yết hầu của Lâm Phi Dương. Không, chương 1833. Vào lúc con dao quân đội năm cạnh cắm xuyên qua yết hầu của Lâm Phi Dương, hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ không cam tâm. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm phẫn nộ mà thôi, một giây sau, cơ thể của Lâm Phi Dương đã mềm nhũn ra, vô lực ngã xuống. Máu tươi men theo gò má chảy vào trong khoang miệng của Hứa Hoài Viễn. Mùi máu tanh nồng sộc lên, Hứa Hoài Viễn sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm nữa. Lâm Phi Dương chết rồi. Lúc này, không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lâm Phi Dương đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn, một trong năm đại danh Sơn đã chết. Tiêu Chính Văn rốt cuộc có lá gan to tới mức nào? Lẽ nào thật sự không coi nhà họ Trương và năm đại danh Sơn ra gì hay sao? Hứa Hoài Viễn, tiếp theo là đến phiên ông rồi. Ông nói cho tôi biết, ông là ai? Rốt cuộc ông có điểm gì hơn người?
Tiêu Chính Văn vừa nói vừa dùng tay túm lấy cổ áo của Hứa Hoài Viễn, nhấc lão lên từ trong cái hố lớn hình người. Nhìn Hứa Hoài Viễn bị Tiêu Chính Văn nhấc ra khỏi cái hố lớn hình người như nhấc một con chó chết, trừ đại trưởng lão ra, tất cả mọi người đều không chịu đựng được mà nhắm chặt hai mắt. Ông cho rằng thứ gọi là tuyệt kỹ của Hoa Sơn có thể qua được mắt của Tiêu Chính Văn tôi sao? Chẳng qua chỉ là mấy cái trò mèo treo đầu dê bán thịt chó mà lại được mấy người gọi là tuyệt kỹ. Chả trách mấy trăm năm nay Hoa Quốc nhiều lần bị ức hiếp. Các tông môn mà đám đầu cơ mưu lợi như mấy người đào tạo ra có thể có thực tài gì đây? Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa giơ tay giáng một cú tát lên mặt Hứa Hoài Viễn. Bởi vì cột sống sớm đã bị Tiêu Chính Văn giẫm gãy, Hứa Hoài Viễn lúc này thậm chí còn chẳng thể giơ nổi cánh tay lên chứ chưa nói tới chuyện vùng vẫy. Bốp, Tiêu Chính Văn giơ một tay quăng Hứa Hoài Viễn lên cao, bởi vì quán tính nên mặt của Hứa Hoài Viễn nặng nề đập chúng lên bề mặt nham thạch. Dù Hứa Hoài Viễn có thực lực mạnh như vậy nhưng vẫn bị đánh cho bể đầu chảy máu. Mãi tới khoảnh khắc này, Hứa Hoài Viễn mới không dám tin quay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn nói cậu lại, không sai. Tiêu Chính Văn không chỉ có thể sử dụng từ trường của cơ thể mà còn có thể sử dụng từ trường xung quanh. Nếu không cơ thể của Hứa Hoài Viễn sớm đã cứng rắn như kim cương, sao có thể bị đánh cho bể đầu chảy máu được cơ chứ? Nói cách khác, Tiêu Chính Văn không chỉ cao hơn một bậc so với lão. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn xuống Hứa Hoài Viễn be bét máu, rồi lại liếc nhìn xung quanh, sau đó lạnh lùng cười nói, ông ta chính là sức mạnh của mấy người sao? Chương 1834. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, hàng nghìn người trên đàn tế đều trầm mặc không nói gì thêm. Thủ lĩnh của trận Tông Hoa Sơn đều bại trong tay Tiêu Chính Văn, trong số những người đang có mặt ở đây, còn ai có thể giao đấu với Tiêu Chính Văn chứ? Nếu như nói hai trận chiến trước đây đều là Tiêu Chính Văn may mắn giành chiến thắng, vậy thì trận quyết chiến với Hứa Hoài Viễn lại là minh chứng tốt nhất về thực lực của Tiêu Chính Văn. Dù gì Hứa Hoài Viễn cũng khác với Cửu Vạn Lý, lão có nền móng rất sâu, lại là thủ lĩnh của Hoa Sơn. Chỉ riêng phương diện trận pháp, ngay cả đoàn Hải Long cũng chỉ xếp phía sau. Mà Tiêu Chính Văn còn bắt được đệ tử trận tông, đánh bại Hứa Hoài Viễn ở một điểm mà thực lực bản thân tương đối yếu. Đây là năng lực ở trình độ nào, thiên phú ra sao, còn là thần uy ở mức nào cơ chứ? Tiêu Chính Văn, nếu như cậu không muốn chết không toàn thây thì tốt nhất nên thả tôi ra ngay lập tức. Tới lúc này, Hứa Hoài Viễn vẫn cảm thấy không cam tâm. Lão thất bại rồi, hơn nữa còn bại một cách thảm hại và đau đớn. Thế nhưng, sau lưng lão là cả Hoa Sơn. Sau lưng Tiêu Chính Văn có gì? Giới chính trị sao? Thiên tử sao? Ở trong mắt Danh Sơn, giới chính trị và thiên tử có là gì? Cho dù Hoa Quốc muốn bảo vệ Tiêu Chính Văn thì anh có thể tránh được bao nhiêu lần truy sát và ám sát cơ chứ? Huống hồ cao thủ trận pháp còn có thể đoạt mạng người ở khoảng cách mấy nghìn dặm. Đã tới lúc này rồi mà ông vẫn còn nói mấy lời đe dọa được à? Tiêu Chính Văn híp mắt, lạnh lùng quan sát Hứa Hoài Viễn. Không phải tôi đang đe dọa cậu mà là tôi đại diện cho Hoa Sơn. Cậu dám giết tôi thì có nghĩa là đang tuyên chiến với Hoa Sơn. Hứa Hoài Viễn nôn ra một ngụm máu tươi, run rẩy nói. Bởi vì cột sống bị đánh gãy, ngay cả hít thở Hứa Hoài Viễn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Vậy nên lúc nói chuyện cũng trở nên hổn hển đứt đoạn. Ồ, tuyên chiến với Hoa Sơn sao? Không phải mấy người sớm đã tấn công bất thình lình rồi hả? Tiêu Chính Văn nói xong, một tay túm lấy cổ áo của Hứa Hoài Viễn, tay còn lại cầm con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng vào phần bụng dưới của Hứa Hoài Viễn. Khụ. Chương 1835. Hứa Hoài Viễn phun ra một ngụm máu lớn, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại thật sự dám giết mình. Cậu, Hứa Hoài Viễn thậm chí còn chưa nói xong câu cuối đã tắt thở mà chết. Lúc này, bên trên một ngọn núi đối diện dãy núi cao nhất ở Thương Lĩnh, một người đàn ông mặc đồ trắng cúi đầu đứng bất động. Người này thoạt nhìn mới chỉ 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ không hề tầm thường. Thế nhưng cặp mắt của lão lại vô cùng thâm sâu, khiến cho người ta căn bản không có cách nào đoán ra được tuổi tác thật sự của lão. Mà uy thế người này bộc lộ ra khắp cơ thể tuyệt đối không hề thua kém mấy người đoàn Hải Long. Hứa Hoài Viễn chết rồi sao? Người đàn ông trung niên trầm mặc nói. Một thanh niên đứng sau lưng liền tiến lên trước một bước, nói, sư phụ, người đang nói Tiêu Chính Văn đã giết chết thủ lĩnh Hứa Hoài Viễn của trận Tông Hoa Sơn sao?
Người đàn ông mặc đồ trắng khẽ gật đầu, không sai, Hứa Hoài Viễn đã chết. Tiêu Chính Văn thật sự không sợ Hoa Sơn à, cậu ta đang tự tìm đường chết. Nghe tới đây, thanh niên đứng phía sau lưng người đàn ông mặc đồ trắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Sơn, trong số năm đại danh Sơn, ba người đứng đầu có thực lực không thể xem thường. Sư phụ, chúng ta có nên, không đợi thanh niên nói xong, người đàn ông mặc đồ trắng đã khẽ lắc đầu nói, giết Tiêu Chính Văn đâu dễ dàng như vậy, nhà họ Tiêu sở hữu cuốn sách cổ Thiên Sơn Thư Lục. Từ trên xuống dưới võ tông, tất cả những bí pháp bí văn cả nghìn năm nay đều được ghi chép bên trong Thiên Sơn Thư Lục. Hứa Hoài Viễn chết là bởi vì khinh địch, thầy cho chúng ta không thể đi theo vết xe đổ của ông ta. Người đàn ông mặc đồ trắng nói không hề sai. Nếu như Tiêu Chính Văn không có Thiên Sơn Thư Lục thì có lẽ thật sự không có cách nào qua mặt được Hứa Hoài Viễn. Tương tự như vậy, không có Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Chính Văn cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Một năm trước Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới Long Soái năm sao, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã nhảy vọt lên thành cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương cấp Long năm sao. Không chỉ có Võ Tông vẫn luôn quan tâm tới Tiêu Chính Văn, ngay cả các danh sơn lớn cũng đang âm thầm dò xét. Mà người đàn ông mặc đồ trắng này lại chính là trưởng giáo Bạch Diên Vũ của Tung Sơn Trận Tông. Chương 1836. Địa vị của người này ở Tung Sơn rất cao, có thể coi là một nửa trưởng giáo. Hơn nữa thực lực tuyệt đối chỉ xếp trên Lục Hoài Viễn chứ không có chuyện xếp dưới. Người này có một ưu điểm trời sinh là bất luận khi nào ở đâu, đối diện với đối thủ nào thì đều hết sức cẩn thận. Sư phụ, chúng ta chần chừ không ra tay liệu có để vuột mất Tiêu Chính Văn hay không? Trưởng giáo sư bá bảo chúng ta mang Thiên Sơn Thư Lục trở về mà. Thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Diên Vũ khẽ lắc đầu. Quả thực Tiêu Chính Văn đã thắng liên tiếp 3 trận, đặc biệt khi anh tận tay giết chết Hứa Hoài Viễn đã gây chấn động tới tất cả mọi người. Thế nhưng chấn động và sợ hãi là hai khái niệm khác nhau. Không ai dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, không sai. Thế nhưng Tiêu Chính Văn muốn đi cũng không dễ dàng chút nào. Chưa nói tới mấy người đoàn Hải Long, chỉ đại diện của 4 gia tộc lớn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội vây giết Tiêu Chính Văn này. Vậy nên Tiêu Chính Văn tuyệt đối khó có thể chạy thoát, bọn họ ít nhất vẫn còn thời gian 1 giờ nữa, nhiều đó là đủ để chuẩn bị kỹ càng. Sắp xếp hết những thứ còn lại đi, lát nữa chúng ta qua đó vẫn còn kịp. Bạch Diên Vũ điềm nhiên nói. Đối phó với Tiêu Chính Văn bắt buộc phải hết sức cẩn thận mới được, nếu không thì kết cục của Hứa Hoài Viễn cũng chính là kết cục của lão. Rõ, thanh niên đó nghe xong thì vội vàng chắp tay với Bạch Diên Vũ rồi xoay người đi về phía dưới chân núi. Ông Bạch, đối phó với một tên Tiêu Chính Văn mà cũng khiến cho ông phải cẩn thận như vậy sao? Lúc này, lại có thêm một người bước ra từ trong rừng cây. Người này có dáng người cao lớn, mặc một bộ áo dài màu đen. Trên mặt còn che một lớp mặt nạ đen. Môn chủ võ cũng rảnh rỗi vậy cơ à? Chạy tới nơi này quan sát trận chiến hay là muốn đích thân ra tay giải quyết phiền phức cho tương lai? Bạch Diên Vũ thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại. Chỉ nghe giọng nói cũng đã biết người phía sau lưng chính là Võ Thí Thiên. Mặc dù ông ta đã từ chối lời mời của đoàn Hải Long, thế nhưng Tiêu Chính Văn quả thực quá chói mắt. Sao Võ Thí Thiên có thể bỏ qua cơ hội để tìm hiểu về đối thủ như này cơ chứ? Hôm nay đứng quan sát, Võ Thí Thiên cũng không khỏi gật đầu lia lịa. Tiêu Chính Văn đã đủ tư cách để trở thành đối thủ của ông ta. Chương 1837. Ông ta vẫn còn nhớ rất rõ, vào một năm trước khi gặp Tiêu Chính Văn lần đầu tiên, Tiêu Chính Văn căn bản còn chẳng chống đỡ nổi sức mạnh một lần chỉ tay của ông ta. Nếu như không phải Tiêu Long tới kịp thời thì e rằng Tiêu Chính Văn đã mất mạng từ lâu. Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, tốc độ trưởng thành của Tiêu Chính Văn quả thực rất nhanh. Ra tay, e rằng không tới lượt tôi đâu, ông Bạch đã bố trí tất cả đâu vào đó rồi, hôm nay Tiêu Chính Văn chỉ còn đường chết mà thôi, tôi còn cần phải ra tay với kẻ đã lâm vào đường cùng hay sao? Võ Thí Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn về phía đỉnh cao nhất của núi Thương Lĩnh. Trong lòng không khỏi thương tiếc thay cho Tiêu Chính Văn, thế nào gọi là chỉ có anh hùng mới hiểu anh hùng. Võ Thí Thiên không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Huống hồ con đường này ông ta đi chẳng phải cũng đã vượt qua biết bao chông gai hay sao. Vậy nên đối với một thanh niên trẻ tuổi như Tiêu Chính Văn, trong lòng Võ Thí Thiên cũng có phần thương xót.
Môn chủ võ trở nên tiếc thương nhân tài như vậy từ lúc nào thế? Nhân từ mềm mỏng không phải là tính cách của ông mà. Bạch Diên Vũ quay đầu lại cười nói với Võ Thí Thiên. Võ Thí Thiên nghe tới đây không khỏi ngửa mặt cười lớn. Sau đó, Bạch Diên Vũ cũng bật cười theo. Hai người tự hiểu lòng nhau, căn bản không cần phải nói rõ. Sư phụ, trận pháp đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào thì chúng ta qua đó. Thanh niên ban nãy quay lại và đi tới trước mặt Bạch Diên Vũ báo cáo. Khởi động trận pháp, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp vua Bắc Lương. Nói xong, Bạch Diên Vũ còn nhìn sâu vào trong mắt Võ Thí Thiên. Võ Thí Thiên ra hiệu tỏ ý mời bằng tay, cười mà không nói, vẫn đứng nguyên trên đỉnh núi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trận pháp mà Bạch Diên Vũ bố trí có tên là Thất Tinh Đại Trận, cũng được các danh sơn gọi là Hấp Tinh Đại Trận. Người bị trận pháp này nhắm vào, bất luận từ trường hay là sức mạnh của cơ thể đều sẽ sụt giảm nhanh chóng. Loại trận pháp này được bố trí riêng cho Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được sự thần kỳ của từ trường của cơ thể thì chưa tới 10 phút, từ trường trong cơ thể anh sẽ không có cách nào sử dụng được. Đây chính là sức mạnh thật sự của Bạch Diên Vũ. Chương 1838. Sư phụ, Thất Tinh Đại Trận này là bí mật trấn núi của Tung Sơn chúng ta, lấy nó để đối phó với Tiêu Chính Văn có phải hơi quá không? Với bản lĩnh của sư phụ chẳng phải giết Tiêu Chính Văn rất dễ dàng sao? Người đàn ông trẻ tuổi vừa đi theo Bạch Diên Vũ đi lên đỉnh núi vừa khó hiểu hỏi. Cùng thuộc cảnh giới thiên vương, nhưng cũng phân cao thấp. Đến cấp bậc gần cảnh giới thiên thần nhất thì mọi người thường so với nhau về độ hiểu biết trận pháp của ai mạnh hơn, người nào sử dụng trận pháp thông minh hơn. Có danh sơn làm chỗ dựa, được ghi tên vào vô số ghi chép cổ xưa trong danh sơn, tất nhiên những người như Bạch Diên Vũ có tư cách kiêu ngạo trước mặt Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả đệ tử của Bạch Diên Vũ cũng không thể hiểu tại sao Bạch Diên Vũ lại phải cẩn trọng như thế. Ngô Địch, còn phải hiểu rõ một chuyện, cao thủ giao đấu, thường sẽ quyết định mình sống hay chết chỉ trong một nốt nhạc. Con nhìn Hứa Hoài Viễn mà xem, nếu hai người sư phụ đấu với nhau, Hứa Hoài Viễn chắc có thể đánh được 100 chiêu với sư phụ, nhưng tại sao lại thất bại chỉ một chiêu của Tiêu Chính Văn? Vừa đi Bạch Diên Vũ vừa nói với người thanh niên bên cạnh. Chuyện này, chắc là ông ấy sơ suất nhỉ? Ngô Địch nhíu mày đáp. Không chỉ là sơ suất, ông ta bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất là Tiêu Chính Văn vẫn luôn bị thiên tinh trận kiềm chế, không thể phát huy sức chiến đấu. Thoạt nhìn Tiêu Chính Văn thế suy sức yếu nhưng thật ra không phải thế. Chỉ cần thiên tinh trận hết tác dụng, Tiêu Chính Văn sẽ khôi phục lại sức chiến đấu một cách nhanh chóng. Trong tình hình đó Hứa Hoài Viễn đang xem thường một cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Hơn nữa đối phương cũng biết rõ về trận pháp giống ông ta, biết rõ bí ẩn trong đó, thật ra khi thiên tinh trận hết tác dụng, ông ta đã không còn bất kỳ ưu thế nào nữa, lúc này ông ta vẫn ngông cuồng như thế chính là đang đâm đầu vào chỗ chết. Con từng thấy hổ bắt mồi trong rừng sâu chưa? Bạch Diên Vũ quay đầu lại hỏi. À, thấy hai lần ạ. Ngô Địch nhỏ giọng đáp. Hổ dũng mãnh uy lực thế nào, nó gần như là vua của các loài thú. Nhưng nó đi bắt một con thỏ đều cố gắng hết sức là vì sao? Bạch Diên Vũ thản nhiên nói. Đệ tử rõ rồi ạ, dù đối thủ mạnh hay yếu cũng phải giữ mình ở trạng thái tốt nhất, ưu thế lớn nhất là dùng sức mạnh để đưa đối thủ vào chỗ chết. Ngô Địch nghiêm nghị nói. Đúng thế, cố gắng hết sức mới là sự tôn trọng với đối thủ, nếu không là không tôn trọng mình. Dứt lời, Bạch Diên Vũ bước đi nhanh hơn. Từ đầu đến cuối Bạch Diên Vũ vẫn luôn lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Chương 1839. Ngay cả khi vừa bắt đầu cuộc chiến của Tiêu Chính Văn và Cửu Vạn Lý, mãi đến sau đó Bạch Diên Vũ nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn tự tay giết chết Hứa Hoài Viễn. Ngay cả Bạch Diên Vũ cũng phải thừa nhận rằng nếu cho Tiêu Chính Văn thêm 5 năm nữa, sẽ không có ai là đối thủ của anh kể cả trong năm đại danh sơn. Tiếc là hôm nay Bạch Diên Vũ đã nhắm trúng Tiêu Chính Văn, cũng đồng nghĩa với việc ngôi sao tài giỏi vừa lóe sáng này sắp rơi xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bạch Diên Vũ làm những chuyện tương tự như vậy. Thường càng là người trẻ tài giỏi hơn người thì càng không biết khiêm tốn. Ngược lại không sống lâu bằng người có tư chất bình thường. Võ thuật hay trận pháp cũng vậy thôi, tài năng chỉ là một mặt, vẫn phải tích lũy theo thời gian. Dù có tài giỏi đến đâu cuối cùng cũng chỉ là một chớp nhoáng, có thành tựu gì hơn người đâu.
Chẳng hạn như Bạch Diên Vũ, có thể nói lão là người có tư chất kém và bình thường nhất trong hàng trăm đệ tử gia nhập vào Tung Sơn cùng thời điểm với lão. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và bền bỉ, hay nói đúng hơn là sự cẩn trọng của lão mà trong hàng trăm người đó chỉ có một mình lão sống đến ngày hôm nay. Những người tài giỏi hơn lão thì đã sao? Có người nào mà không bị Bạch Diên Vũ dẫm đạp dưới chân? Hôm nay Tiêu Chính Văn tự cho rằng mình bất khả chiến bại trong thiên hạ, nhưng con át chủ bài của anh đã bị Bạch Diên Vũ nhìn thấu qua ba trận đấu vừa rồi. Giống như hai người chơi trò đấu địa chủ với nhau mà một người trong đó đã tính được bài của đối phương, hơn nữa trong tay còn cầm lá bài không tốt thì đâu còn xác suất thắng được nữa. Lúc này bầu không khí trên đàn tế cũng trở nên kỳ quái. Thi thể Hứa Hoài Viễn bị ném ra chính giữa đàn tế cách đó không xa. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, đối diện là đoàn Hải Long và hàng trăm cao thủ võ tông bao vây Tiêu Chính Văn lại. Lúc này chỉ cần đoàn Hải Long ra lệnh, Hoa Sơn, Hằng Sơn, bốn gia tộc lớn và hàng nghìn cao thủ võ tông sẽ lập tức đồng loạt tấn công Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đang đợi, đoàn Hải Long cũng đang đợi. Họ đều đang đợi đối phương mất kiên nhẫn trước. Nhưng đúng lúc này hai bóng người dọc theo đường núi quanh co đi đến. Lúc đoàn Hải Long nhìn thấy rõ người đến chính là Bạch Diên Vũ, vẻ căng thẳng lập tức biến mất. Không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà các vị đều tụ tập đông vui ở đây thế? Bạch Diên Vũ vừa đi đến vừa chậm rãi hỏi. Soạt. Chương 1840. Tất cả mọi người đều đồng loạt chắp tay lại với Bạch Diên Vũ. Đều là thủ lĩnh nhưng địa vị của Bạch Diên Vũ vượt xa Hứa Hoài Viễn. Người này có tiếng trong năm đại danh sơn. Không chỉ vì thực lực của lão mà còn vì lão có nhiều thủ đoạn hiểm ác. Ai cũng biết nếu người này không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Xem ra hôm nay Bạch Diên Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy Bạch Diên Vũ phóng khoáng, mạnh mẽ bước lên đàn tế. Đôi mắt đại trưởng lão không khỏi co rụt, sao Bạch Diên Vũ cũng đến đây vậy? Người này thâm sâu khó lường. Tiền bối Bạch, đạo trưởng lão vừa nói vừa chắp tay cúi đầu chào Bạch Diên Vũ. Từ hành động này của đại trưởng lão không khó để nhận ra địa vị của Bạch Diên Vũ rất cao. Ồ, hóa ra là ông, nghe nói ông đang làm việc ở Võ Tông, sao hôm nay cũng đến góp vui thế? Bạch Diên Vũ quay đầu lại nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão hơi nhíu mày nói, tiền bối Bạch, vua Bắc Lương, quả thật không còn cách nào khác nên mới, cái gì? Vua Bắc Lương. Không để đại trưởng lão nói hết câu, Bạch Diên Vũ đã ngắt lời. Hai, trước đó vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn có vài mâu thuẫn nhỏ với nhà họ Trương và đệ tử Hoa Sơn, thế nên hôm nay bị mọi người nhắm đến. Ông cũng nhìn thấy rồi đó, những người được gọi là tiền bối có tiếng đều ra tay với vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương cũng vì bảo vệ bản thân mà thôi. Đại trưởng lão vội giải thích với Bạch Diên Vũ. Ồ, những người này đều chết trong tay cậu sao? Bạch Diên Vũ quay đầu lại nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Đúng thế, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Riêng vẻ mặt của Bạch Diên Vũ thôi thì không khó để nhận ra lão cố ý hỏi như thế. Khá lắm, người có thể giết Cửu Vạn Lý và Hứa Hoài Viễn không nhiều, ít nhất người ở dưới cảnh giới thiên thần có thể đánh ngang tài ngang sức với hai người đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu rất mạnh, Bạch Diên Vũ nói đều. Tiền bối Bạch, tôi cũng là người của Võ Tông. Nhưng hôm nay quả thật không thể chịu đựng được nữa, mấy người này ỷ đông mà dồn vua Bắc Lương vào chỗ chết. Thứ cho tôi vô lễ, nếu không có vua Bắc Lương thì sẽ có được sự bình yên hôm nay sao? Nhưng đám người này lại không từ thủ đoạn chỉ vì ân oán cá nhân. Đại trưởng lão chỉ vào đám người đoàn Hải Long tức giận quát. Ồ, Bạch Diên Vũ xoay người lại nhìn đại trưởng lão nói, ý của ông là mấy người họ có ý đồ bao vây tấn công vua Bắc Lương à? Chương 1841. Đúng thế, không tin ông có thể nhìn đi, hàng nghìn người trên đàn tế này đều đang nhắm vào vua Bắc Lương. Hơn nữa vừa nãy trưởng lão liên minh võ thuật còn tuyên bố có thể giải quyết mọi thù hận ở đây. Ý trong lời nói là hôm nay không lấy mạng vua Bắc Lương thì không chịu dừng tay. Nói đến đây đại trưởng lão chỉ vào tất cả mọi người đang ở đó. Lúc này đại trưởng lão vẫn chưa nhận ra. Cứ tưởng rằng Bạch Diên Vũ chỉ vô tình đi ngang qua đây nên mới muốn lão đòi lại công bằng giúp. Một câu của Bạch Diên Vũ có thể khiến đám người này lùi mấy bước. Tiêu Chính Văn cũng có thể bình yên rời khỏi đây.
Thật ra với thực lực của Tiêu Chính Văn, cũng không phải không thể giết đám người này. Nhưng hôm nay có hơn một nửa tông chủ võ tông tề tựu lại đây, sát khí quá nặng, võ tông Hoa Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đại trưởng lão không muốn nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra, càng không muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn vì chuyện hôm nay mà đứng về phe đối lập với võ tông. Có thật là thế không? Bạch Diên Vũ quay đầu lại nhìn đám người Đoàn Hải Long. Dù là Đoàn Hải Long cũng phải cúi đầu trước mặt Bạch Diên Vũ. Thiên tinh trận của lão không hề có tác dụng với Bạch Diên Vũ. Nếu so về bản lĩnh thật sự, dù có hai Đoàn Hải Long cũng không phải là đối thủ của Bạch Diên Vũ. Ông Bạch, ông đừng nghe ông ta nói bậy bạ. Tôi không biết rõ Tiêu Chính Văn có phải là vua Bắc Lương hay không, nhưng Tiêu Chính Văn giết Trương Nguyệt Đông, sau đó lại giết Trương Đạo Linh. Hôm nay bạn của Trương Đạo Linh là Cửu Vạn Lý chỉ tranh cãi với cậu ta, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn bỗng ra tay giết Cửu Vạn Lý ngay trên đàn tế. Đây là nơi nào chứ? Đàn tế chiến thần Si Vưu cổ xưa đấy, là nơi thiêng liêng mà hàng nghìn đệ tử tông môn chúng ta tôn kính nhất, sao có thể để cho Tiêu Chính Văn nhuốm máu được chứ? Sau đó trưởng lão liên minh võ thuật và Lâm Phi Dương đệ tử của thủ lĩnh của Thiên Sơn mới tranh cãi với Tiêu Chính Văn, bảo cậu ta quỳ xuống nhận lỗi với chiến thần Si Vưu. Thế nhưng Tiêu Chính Văn không những không nói chuyện đàng hoàng, mà còn giết hết hai người bọn họ. Hứa Hoài Viễn bước đến khuyên can Tiêu Chính Văn, dù cậu ta làm việc cho thiên tử cũng nên kính trọng võ tông chứ, nhưng Tiêu Chính Văn lại nhân lúc ông Hứa sơ suất đột nhiên ra tay, Hứa Hoài Viễn cũng nói đến đây, Đoàn Hải Long còn rơi vài giọt nước mắt khá xấu. Nghe thế Bạch Diên Vũ khẽ gật đầu. Sắc mặt lão lộ ra vẻ khó coi nói, hai bên đều có lý lẽ của mình, tôi quả thật không biết nên nghe theo bên nào. Thế này nhé, cậu là Tiêu Chính Văn à? Thấy Bạch Diên Vũ xoay người về phía mình, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Vậy được, tôi hỏi cậu, có phải cậu đã giết Trương Nguyệt Đông không? Chương 1842. Bạch Diên Vũ nhíu mày hỏi. Phải, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Cậu có biết nhà họ Trương là người canh giữ mộ của Tổ Long không? Bạch Diên Vũ hỏi tiếp. Biết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Ôi trời, Tiêu Chính Văn, đừng kích động, đừng kích động. Đại trưởng lão vội bước đến kéo tay Tiêu Chính Văn nói. Bạch Diên Vũ chắp hai tay sau lưng, vừa đi qua đi lại vừa hỏi tiếp, thế có nghĩa là những gì Đoàn Hải Long nói vừa rồi đều là thật à? Có phải sự thật hay không quan trọng lắm sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Bạch Diên Vũ. Thấy thái độ của Tiêu Chính Văn lạnh lùng như thế, đại trưởng lão bước đến nói, ông Bạch, Tiêu Chính Văn còn trẻ, ông đừng để bụng những lời cậu ấy nói, đều là mấy lời trong lúc tức giận. Cậu ấy giết Trương Nguyệt Đông là có nguyên do, người này xúc phạm đến vua Bắc Lương, không hề có ý tốt. Thế nên vua Bắc Lương mới giết cậu ta, rồi mới xảy ra một loạt những chuyện sau đó. Nhưng hôm nay đám người Cửu Vạn Lý không hề tranh cãi gì với vua Bắc Lương mà đã ra tay muốn giết cậu ấy, vua Bắc Lương rơi vào tình huống cấp bách nên mới, Bạch Diên Vũ giả vờ gật đầu nói, ừ, ông không cần sốt ruột, tôi tự có kết luận của mình. Dứt lời, Bạch Diên Vũ đến gần Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, dù thế nào thì nhà họ Trương cũng có công với Hoa Quốc, hơn nữa còn là công lớn. Cậu giết người nhà họ Trương đã là sai trước rồi. Sau đó còn giết thêm Trương Đạo Linh và Cửu Vạn Lý, quả thật là cậu đuối lý. Nhưng tôi đã đến đây, tất nhiên sẽ không để tình thế trở nên xấu hơn nữa, bất cứ việc gì thì hòa hợp cũng là điều quan trọng nhất. Bạch Diên Vũ bỗng xoay người tức giận nhìn Đoàn Hải Long, Đoàn Hải Long, ông đúng là to gan. Lợi dụng đàn tế của chiến thần Si Vưu để giở trò với một thanh niên. Ông to gan quá đấy, Bạch Diên Vũ quát lên, sắc mặt Đoàn Hải Long thoáng chốc trở nên trắng bệch. Lẽ nào Bạch Diên Vũ đến đây không phải để giúp mình sao? Nếu Bạch Diên Vũ đến giúp Tiêu Chính Văn, vậy thì chuyện hôm nay e là khó giải quyết rồi. Có thể nói là từ đầu đến cuối Tung Sơn vẫn luôn đứng ngoài nhìn, chưa từng có ý lộ diện. Nếu Bạch Diên Vũ trợ giúp cho Tiêu Chính Văn thì chắc chắn sẽ tỏ rõ lập trường với năm đại danh Sơn và Võ Tông. Chuyện này, ông Bạch, ông hãy suy xét rõ ràng, mấy người Cửu Vạn Lý quả thật chết trong tay người này. Chúng tôi, Đoàn Hải Long gằn giọng, rõ ràng đã sợ hãi với sự thay đổi đột ngột này. Chương 1843. Các ông làm mất mặt người võ tông chúng ta quá, hàng nghìn người có vai vế cao, môn chủ trưởng lão của các tông phái, hơn nữa còn có tiếng thế mà lại hợp sức tính kế với một thanh niên trẻ,
lẽ nào các ông không thấy xấu hổ à? Giọng Bạch Diên Vũ vang dội khiến tai mọi người kêu ong ong, ai nấy cũng đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Sự việc đã phát triển đến bước này, đại trưởng lão lo lắng nãy giờ cũng cảm thấy yên tâm. Quả nhiên Bạch Diên Vũ không khiến ông ta thất vọng, ít nhất vẫn có người đòi lại công bằng. Nhưng ngay sau đó Bạch Diên Vũ bỗng xoay người lại, nói với Tiêu Chính Văn, dù cậu có thân phận gì ở giới chính trị thì bây giờ cậu cũng là thành viên của Võ Tông, đúng không? Đã là thành viên của Võ Tông thì nên xử sự theo quy tắc của Võ Tông. Theo tôi nghĩ hay là thế này nhé, họ âm thầm tính kế cậu, thậm chí định bao vây tấn công cậu là do họ sai. Nhưng cậu giết người nhà họ Trương cũng sai, tôi nghĩ chỉ bằng cậu quỳ xuống nhận sai với Liên minh Võ Thuật và các vị môn chủ ở hiện trường, thế nào? Nghe thế, Đoàn Hải Long vừa mới toát mồ hôi vì sợ hãi lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng đại trưởng lão lại kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây là quy tắc gì vậy chứ? Tiêu Chính Văn quỳ xuống nhận sai, chuyện đám người Đoàn Hải Long bao vây tấn công Tiêu Chính Văn cứ thế mà cho qua à? Bạch Diên Vũ, ông nói thế có ý gì? Bảo vua Bắc Lương quỳ xuống nhận sai ư? Đại trưởng lão xanh mặt. Đã đến bước này rồi mà còn tiền bối gì nữa, đại trưởng lão không thèm đếm xỉa gì sất. Ông ta chỉ vào Bạch Diên Vũ lớn giọng hét tên lão lạnh lùng chất vấn. Sao thế? Lẽ nào tôi nói không đúng ư? Nhà họ Trương có công lớn với Hoa Quốc, ai mà không biết nếu không có Tổ Long thì Hoa Quốc đã không còn rồi. Thế nên bảo Tiêu Chính Văn quỳ xuống nhận sai, đó là lời giải thích với nhà họ Trương. Hơn nữa cậu ta đã giết 4 người, lẽ nào không nên an ủi linh hồn người chết sao? Chuyện này có gì sai à? Bạch Diên Vũ ưỡn ngực tự tin hỏi với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Tôi nghĩ ông Bạch nói chí phải. Nên bảo Tiêu Chính Văn nhận sai với nhà họ Trương, sau đó nhận sai với người đã khuất. Quả nhiên ông Bạch là tiền bối có tiếng, nhìn xa trông rộng, khiến tôi bội phục. Đoàn Hải Long là người đầu tiên lên tiếng nịnh bợ. Đúng thế, vẫn là cách giải quyết của ông Bạch tốt, vừa không làm mất hòa thuận vừa có thể cân bằng mọi chuyện. Lúc này Thương Nhan Bách cũng đắc ý cười nói. Bạch Diên Vũ gật đầu, xoay người nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn. Không biết cậu có hài lòng với quyết định của tôi không? Không để Tiêu Chính Văn lên tiếng, đại trưởng lão bước đến chặn trước người Tiêu Chính Văn, chỉ vào Bạch Diên Vũ nói, Bạch Diên Vũ, đồ không biết liêm sỉ, tôi thấy ông chẳng phải đến để đòi lại công bằng gì cả mà là nhân lúc cháy nhà đến hôi của. Uổng công tôi xem ông là tiền bối, mẹ kiếp, ông chẳng phải, hỗn láo. Không chỉ Bạch Diên Vũ mà đám người Đoàn Hải Long cũng đồng loạt tức giận mắng chửi đại trưởng lão. Chương 1844. Lúc này đại trưởng lão cũng coi như đã hiểu ra thế nào gọi là rắn chuột một ổ. Hôm nay Bạch Diên Vũ đến đây là đã có chuẩn bị, hơn nữa ban nãy khi Tiêu Chính Văn đối đầu với mấy cao thủ kia, chắc hẳn lão cũng đã đứng từ xa quan sát. Lúc này, tất cả mọi thủ đoạn và con át chủ bài của Tiêu Chính Văn đều đã bị Bạch Diên Vũ nhìn thấu hết. Vào lúc này đột nhiên ra tay với Tiêu Chính Văn, sao Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ lại được? Mấy người rõ ràng quá vô liêm sỉ, chả trách nhiều năm như vậy mà Võ Tông vẫn luôn bị người của Âu Lục chèn ép, có mấy phần tử cặn bã như mấy người, Võ Tông, đại trưởng lão vẫn chưa nói xong đã ăn ngay một cú tát đau điếng. Ông to gan thật đấy, cho rằng bản thân là đại trưởng lão của Võ Tông thì có thể ăn nói linh tinh, không cần quan tâm tới vai vế mà nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy sao? Bạch Diên Vũ nhìn về phía đại trưởng lão bằng ánh mắt lạnh tanh. Đồng thời, sát khí khắp người cũng bộc phát ra, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống mười mấy độ. Vai vế, tôi thật muốn xem hôm nay ai dám động vào vua Bắc Lương. Mấy người cho rằng thân là người của Võ Tông, có danh sơn làm chỗ dựa thì có thể khinh thường luật pháp quốc gia à? Đường đường là vua Bắc Lương, nếu như bị ám sát đến chết thì danh sơn nào có thể ngăn chặn được quân đội của quốc gia, tông môn nào có thể ngăn cản được 200.000 quân Phá Long? Đại trưởng lão nghiến răng nói. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay tỏ ý đại trưởng lão không cần phải nói thêm gì nữa. Bạch Diên Vũ cũng tốt, Đoàn Hải Long cũng được, những người này đều chỉ vì lợi ích. Đưa chữ lợi lên đầu thì căn bản không có lý lẽ nào thuyết phục nổi. Chỉ có dùng thực lực thật sự thì mới có thể khiến cho đám người này khuất phục, khiến cho bọn chúng phải ngước nhìn. Đại trưởng lão, những gì ông nên làm và có thể làm thì đều đã làm cả rồi. Tiêu Chính Văn tôi vô cùng cảm kích,
dù gì ông cũng là trưởng lão của võ tông, có những chuyện vẫn nên để tôi tự mình giải quyết. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nhìn về phía mấy người Bạch Diên Vũ. Tự mình giải quyết, khẩu khí của cậu cũng lớn thật đấy. Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ cao ngạo. Thái độ của Bạch Diên Vũ đã quá rõ ràng. Nhiều cao thủ như vậy lại cùng nhắm vào một mình Tiêu Chính Văn, anh còn có thể giấy lên sóng to gió lớn gì nữa đây? Tiêu Chính Văn, thật ra cậu cũng coi như có công trạng to lớn đối với Hoa Quốc, Bạch Diên Vũ tôi cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, và lại tôi cũng cần phải nể mặt thiên tử nữa. Chương 1845. Theo những gì tôi biết, Thiên Sơn Thư Lục hoàn chỉnh đang nằm trong tay cậu, chỉ cần cậu giao Thiên Sơn Thư Lục và cả bản dịch ra rồi khấu đầu nhận tội với nhà họ Trương và Minh Chủ Đoàn thì chuyện ngày hôm nay chúng tôi có thể không nhắc lại nữa. Nếu như cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì hậu quả sẽ không còn là thứ mà cậu có thể gánh vác nổi đâu. Bạch Diên Vũ lạnh lùng uy hiếp. Không nhắc lại nữa ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy. Sao nào Tiêu Chính Văn, cậu vẫn muốn từ chối, có điều tôi khuyên cậu vài câu, chung quy thì cậu cũng chỉ có một thân một mình. Hơn nữa nền móng của Danh Sơn đâu phải là thứ mà cậu có thể đoán biết. Bạch Diên Vũ vừa nói vừa khẽ vung tay, chỉ thấy một tia sáng trắng bay vút lên trời, cả ngọn núi Thương Lĩnh tựa như được bao phủ bởi một bức tường không khí vô hình. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng đè nén. Mà giữa không trung, mặt trời càng trở nên chói mắt hơn, giống như trung tâm của mặt trời đang hình thành một lực hút vô cùng mạnh. Thế nhưng thứ mà nó hút đi lại chỉ là sức mạnh và từ trường bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, tôi biết cậu đã lĩnh hội được điểm khác biệt giữa từ trường trong cơ thể người và từ trường ở thế giới bên ngoài, hơn nữa cậu còn là một trong số rất ít những người có thể thông qua việc điều động từ trường cơ thể làm ảnh hưởng tới sự vật xung quanh. Đáng tiếc là cậu đã dùng hết các con át chủ bài. Hơn nữa tôi đã nhìn thấy hết mọi điểm mạnh và điểm yếu của cậu từ lâu rồi, một kẻ đã bị bóc trần thì còn có bí mật gì đáng nói nữa đây? Nếu như tôi là cậu thì tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Bạch Diên Vũ nhìn Tiêu Chính Văn và nói với vẻ hết sức chế nhạo. Thật ra căn bản không cần Bạch Diên Vũ phải nói, ngay cả đại trưởng lão cũng có thể nhìn ra lúc này Tiêu Chính Văn đang hơi bất thường. Gương mặt khi trước còn trắng hồng đột nhiên trở nên u ám bất định. Hơn nữa sắc mặt cũng càng lúc càng trở nên khó coi, ngoài ra, trên trán anh đã đầm đìa mồ hôi. Sao nào, có phải cảm thấy toàn thân vô lực rồi không? Có phải ngay cả từ trường mà cậu tự tin nhất cũng không có cách nào điều động nữa rồi? Bạch Diên Vũ chắp hai tay ra sau lưng, trên mặt nở nụ cười vô cùng đắc ý. Không chỉ có Tiêu Chính Văn, ngay cả Đoàn Hải Long cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, không chỉ riêng gì Tiêu Chính Văn, ngay cả sức mạnh trên người Đoàn Hải Long cũng đang biến mất. Giống như bị một cái máy hút gió hút đi hết toàn bộ chỉ trong chốc lát. Chương 1846. Đoàn Hải Long cảm thấy ngay cả sức lực để đứng nguyên tại chỗ cũng không có nữa. Một số đệ tử võ tông có thực lực yếu ớt xung quanh đã liên tiếp ngã xuống đất, có người thậm chí còn bắt đầu sủi bọt mép. Chỉ có Bạch Diên Vũ và thanh niên bên cạnh lão là không bị tác động gì. Thêm cả mấy cao thủ thực lực chưa đạt tới cảnh giới thiên vương của bốn gia tộc lớn là không bị ảnh hưởng. Viên Sùng Long nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt cũng không biết phải làm sao. Ngay cả Đông Phương Tiếu bên cạnh lúc này cũng đã sủi bọt mép ngã lăn xuống đất, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Đây chính là thất tinh đại trận. Đại trưởng lão nghiến răng chống đỡ để không ngã xuống, hai mắt nhìn chăm chăm vào Bạch Diên Vũ rồi lên tiếng hỏi. Bạch Diên Vũ đắc ý gật đầu nói, không sai, đây chính là thất tinh đại trận, bất cứ ai cũng không thoát được khỏi sự ràng buộc của thất tinh đại trận. Hơn nữa, thực lực càng mạnh thì tốc độ sụt giảm thể lực càng nhanh. Tiêu Chính Văn, mau đi. Đại trưởng lão quay đầu lại, dùng lực đẩy Tiêu Chính Văn đi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lúc này đâu còn năng lực hành động nào nữa. Quả thực giống như những gì Bạch Diên Vũ nói. Thực lực càng mạnh thì tốc độ sụt giảm thể lực ngược lại càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Ngay cả sức để cầm chắc con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng không có nữa. Tiêu Chính Văn, lần này cậu có chạy đằng trời, sao nào, có muốn giữ khư cuốn Thiên Sơn Thư Lục đó không chịu giao nộp ra không? Trong mắt Bạch Diên Vũ khẽ lóe lên tia sáng sắc lạnh, hỏi. Thiên Sơn Thư Lục sao có thể rơi vào tay loại người tâm địa bất chính như ông chứ?
Dù Tiêu Chính Văn tôi có phải chết thì cũng tuyệt đối không chắp tay giao nộp Thiên Sơn Thư Lục. Tiêu Chính Văn nghiến răng, lạnh lùng đáp lời. Cũng được, nếu như cậu đã muốn chết như vậy thì để tôi tiễn cậu một đoạn đường. Bạch Diên Vũ khẽ phất tay, người thanh niên sau lưng lão dùng hai tay nâng thiên tinh bảo kiếm của lão đi lên phía trước. Xoạt, cùng với một âm thanh sắc lẹm, Bạch Diên Vũ rút thanh kiếm ra, cổ tay lật qua lật lại tạo nên vô số ánh kiếm sáng chói. Chương 1847. Tiêu Chính Văn, tới giờ thì cậu cũng coi như không còn gì để nói nữa rồi nhỉ. Giết chết trưởng lão của Liên minh võ thuật chúng tôi, lại còn giết đệ tử Thiên Sơn, hôm nay chính là ngày mà cậu phải đền tội. Đoàn Hải Long nói như vậy, thế nhưng cơ thể thì không ngừng lùi ra sau. Lúc này, ngay cả sức để đứng ông ta cũng không còn nữa. Một lát nữa, lỡ như Bạch Diên Vũ ra tay quá mạnh, dù là một ngọn gió thì cũng có thể đoạt mạng ông ta. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu có còn nhớ cú tát cậu giáng vào mặt tôi ngày hôm đó không? Tôi không ngại nói cho cậu biết, Trương Nguyệt Đông là do tôi sai khiến, cũng là tôi cử người báo tin cho nhà họ Trương, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là do tôi sắp đặt. Một thằng oát con vắt mũi chưa sạch như cậu mà cũng dám khinh thường hống hách. Hừ, hôm nay tôi sẽ tiễn cậu về chầu trời. Lúc này, ông Lư cũng đứng ra khỏi đám người, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, mặt mũi nhăn nhó, lên tiếng mắng chửi thậm tệ. Lúc này Tiêu Chính Văn đã rơi vào đường cùng. Có thực lực cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao nhưng chẳng thể làm được gì. Từ trường của bản thân đang điên cuồng lưu chuyển, hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ trận pháp nào, càng không thể dùng từ trường. Thậm chí không cần đám người Đoàn Hải Long ra tay, dù chỉ là một đệ tử tông võ mới nhập môn cũng có thể lấy mạng Tiêu Chính Văn một cách dễ dàng. Bây giờ đừng nói là tôi, dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết được cậu. Lẽ nào Thiên Sơn Thư Lục quan trọng hơn tính mạng của cậu sao? Bạch Diên Vũ vẫn không mất hy vọng, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Giết Tiêu Chính Văn rồi dĩ nhiên lão sẽ có thể lấy được Thiên Sơn Thư Lục. Nhưng chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể phân biệt được loại chữ viết trong đó, dù Bạch Diên Vũ có thể lấy được Thiên Sơn Thư Lục cũng chỉ như đọc thiên thư, hoàn toàn không có tác dụng gì. Không chỉ là võ tông mà ngay cả danh Sơn cũng biết rõ điều này. Lệnh cấm cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào chuyện thế tục đó rất có thể sẽ không có hiệu lực trong thời gian ngắn. Những người giống Bạch Diên Vũ chỉ có một con đường duy nhất là mau chóng tăng cảnh giới, đột phá cảnh giới thiên thần mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu không vô số kẻ thù trong nhiều năm sẽ tìm đến tận cửa, thậm chí sẽ có cường giả cảnh giới thiên thần tìm lão gây rắc rối, đến lúc đó lão chỉ có đường chết mà thôi. Đây cũng chính là lý do tại sao người như Đoàn Hải Long không ngại trở thành kẻ thù của thiên tử và giới chính trị chỉ vì có thể gia nhập vào Thiên Sơn. Chương 1848. Bảo vệ Thiên Sơn Thư Lục là sứ mệnh của người nhà họ Tiêu. Bạch Diên Vũ, ông đừng tốn công vô ích nữa. Tiêu Chính Văn bình thản nhìn Bạch Diên Vũ dường như mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Ngay cả Bạch Diên Vũ cũng phải nể phục vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh này của anh. Quả nhiên Tiêu Chính Văn là danh tướng của Hoa Quốc, đến khi sắp chết cũng vẫn có thể điềm tĩnh như thế. Tiêu Chính Văn, tôi mong cậu có thể suy nghĩ cẩn thận, mạng người chỉ có một, hễ mất đi rồi hối hận cũng không kịp. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu chết thảm, dù sao cậu cũng có công với Hoa Quốc. Vẻ mặt của Bạch Diên Vũ thêm vài phần do dự nói. Không cần suy nghĩ nữa, quả thật bây giờ tôi thế suy sức yếu. Chỉ cần một đòn tấn công thì kết cục là mạng của tôi không còn, cứ tự nhiên. Tiêu Chính Văn vẫn xem thường cái chết, vẻ mặt cực kỳ bình thản. Tiền bối Bạch, không thể giữ mạng tên này lại được. Lúc này Đông Phương Tiếu khàn giọng gào lên với Bạch Diên Vũ. Hôm nay rõ ràng Tiêu Chính Văn đã rơi vào đường cùng, nếu ngay cả lúc này mà để Tiêu Chính Văn thoát được thì đúng là ông trời không có mắt. Cụ ta chỉ ước gì có thể băm vằm Tiêu Chính Văn ra mới có thể chút được nỗi thống hận trong lòng mình. Nhìn thấy rồi chứ, không chỉ có bốn gia tộc lớn mà tất cả những người có mặt ở đây đều muốn cậu chết, tôi cũng chỉ thuận theo mệnh trời, tùy theo ý người. Tiêu Chính Văn, đi đường bình an. Dứt lời, Bạch Diên Vũ cũng không nói thêm nhiều lời nữa, lão giơ kiếm lên nhanh chân bước đến chỗ Tiêu Chính Văn. Đại trưởng lão có lòng bước đến ngăn cản nhưng hai chân cứ như đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích dù một chút. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi,
Bây giờ anh đã rơi vào đường cùng thật rồi, dù có muốn đánh trả cũng chẳng được gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn khẽ nhắm mắt lại. Xoẹt, một luồng kiếm quang xoẹt qua trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng mãi đến một lúc sau thanh kiếm dài của Bạch Diên Vũ cũng không rơi xuống. Xung quanh cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của đại trưởng lão và đoàn Hải Long. Một lúc lâu sau, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy có một ông lão tóc bạc đứng trước mặt mình. Lúc này thanh kiếm dài của Bạch Diên Vũ bị ông lão kẹp chặt giữa hai ngón tay. Sắc mặt Bạch Diên Vũ trắng bệch như giấy, mồ hôi chảy ra như tắm ngây ngốc nhìn ông lão. Đám người đoàn Hải Long run lẩy bẩy vì sợ hãi, tất cả đều nằm rạp xuống đất. Chương 1849. Chỉ có đại trưởng lão nở nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đám khỉ các ông, ỷ đông mà bắt nạt người thế à? Ông lão lạnh lùng nói. Tôi thấy đám các ông ai nấy cũng nên bị tống cổ về quê cho rồi. Lúc này một giọng nói già nua vang lên từ con đường quanh co dưới núi. Vừa dứt lời thì thấy một bà lão tay chống gậy đầu rồng lảo đảo bước lên đàn tế. Đây, ông cụ Nhạc, Tiêu Chính Văn ngây người nhìn ông lão trước mặt, chính là Nhạc Trung Kỳ ở Côn Luân. Lần này ngay cả vợ ông Nhạc cũng đến cùng với cụ ấy. So với Nhạc Trung Kỳ vẻ mặt tràn đầy nụ cười thì khuôn mặt của vợ cụ ấy chứa đầy sát khí. Nhất là thực lực của bà ấy, thậm chí có thể nói là cao hơn Nhạc Trung Kỳ một bậc. Mỗi một bước đi của bà ấy, núi Thương Lĩnh đều phát ra tiếng rung chuyển cực vang. Chỉ thấy bà cụ khẽ khàng vung tay lên, một vầng sáng phát ra từ cây gậy đầu rồng của bà ấy. Rầm rầm rầm. Cách đó khá xa, đỉnh núi nhỏ mà lúc nãy Bạch Diên Vũ vừa bày bố thất tinh đại trận cũng vỡ tan tành theo tiếng động cực lớn đó. Phụt, thất tinh đại trận bị phá, Bạch Diên Vũ nôn ra một ngụm máu, cơ thể liên tục lùi về sau mấy bước, sau đó ngã nhào xuống đất. Bà nó ơi, bà còn đợi gì nữa? Tiễn ông ta lên đường luôn đi. Bà cụ lấy cây gậy đầu rồng chỉ vào Bạch Diên Vũ khiến lão sợ hãi đến độ tè trong quần. Thực lực giữa lão và đối phương cách biệt quá lớn, chỉ riêng uy lực của đối phương thôi cũng đã khiến lão không thể động đậy. Đừng nói là đánh trả, bây giờ lão còn chẳng có can đảm vùng vẫy nữa là. Ông Nhạc, chúng tôi biết sai rồi. Chương 1850. Đoàn Hải Long quỳ xuống đất nói. Nhạc Trung Kỳ là huyền thoại của mấy trăm năm. Là sự tồn tại bất khả chiến bại trong năm Hồng Vũ Đại Minh của Hoa Quốc. Truyền kỳ sống thật sự. Đừng nói đến cấp bậc của Đoàn Hải Long, dù trưởng giáo của năm đại danh sơn đến cũng phải cung kính gọi người ta một tiếng tiền bối. Sai ư, ha ha. Nhạc Trung Kỳ cười khẩy, đảo mắt nhìn đám người Đoàn Hải Long với ánh mắt đầy ẩn ý. Đoàn Hải Long hoảng sợ vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn trực diện vào mắt Nhạc Trung Kỳ. Nếu tôi không đến có phải đầu của cậu này đã nằm trên chỗ cống vật rồi không? Nhạc Trung Kỳ hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sát khí. Tiêu Chính Văn là người duy nhất có hy vọng dung hợp 5 quả tim rồng trong vài trăm năm nay. Nói cách khác, sự sống chết của anh sẽ ảnh hưởng đến quốc vận của Hoa Quốc. Tổ Long khôi phục còn cần phải có một người kế thừa vận mệnh. Nếu người kế thừa vận mệnh này xảy ra chuyện gì trước khi quốc vận hưng thịnh thì quốc vận của Hoa Quốc sẽ lụi tàn. Thiên tử cũ sẽ mất mạng một cách uổng công vô ích. Nhạc Trung Kỳ là người canh mộ của Đế Tuấn, đã không còn mặn mà gì với danh lợi ở thế gian. Một lòng chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tim rồng Bạch Long của mình, đợi đến lúc người có thể đưa quốc vận Hoa Quốc đi lên thì dẫn người đó đi lấy tim rồng Bạch Long để Hoa Quốc được đứng lên đỉnh cao của thế giới lần nữa. Ông cụ, ông nghe tôi nghe nói đã, là nhà họ Trương, là nhà họ Trương. Vì Tiêu Chính Văn giết người nhà họ Trương nên tôi chỉ làm theo lệnh, tôi thật sự không có ý đồ này. Hơn nữa Tiêu Chính Văn không thù không oán với tôi, tại sao tôi phải mưu hại cậu ta chứ? Mong ông cụ suy xét rõ ràng, cầu xin ông cụ tha mạng. Dứt lời, nước mắt Đoàn Hải Long tuôn rơi, quỳ xuống đất ra sức dập đầu. Chương 1851. Nhà họ Trương, giọng nói già nua của bà cụ vang dội lạnh lùng nói về hướng Tây Bắc, lẽ nào nhà họ Trương muốn bị diệt cả gia tộc sao? Không thành thật canh giữ phần mộ Tổ Long lại chạy đi gây chuyện khắp nơi. Trương Chấn Viễn, trong vòng một phút mà ông không đến đây nhận tội thì hai vợ chồng tôi sẽ san bằng thiên sơn.
san bằng thiên sơn, giọng bà cụ cứ vang vọng đi rất xa, hồi lâu sau vẫn chưa dứt. San bằng thiên sơn, lúc này hàng nghìn đệ tử võ tông đều tỏ ra kinh ngạc sợ hãi. Rốt cuộc bà cụ này là ai vậy? Dám nói với nhà họ Trương ở thiên sơn như vậy, còn dám lớn tiếng nói san bằng thiên sơn. Mẹ kiếp, có phải là thiên sơn đứng đầu trong năm đại danh sơn không vậy? Nhưng bất kể là Đoàn Hải Long hay Bạch Diên Vũ cũng không dám ngẩng đầu lên. Từ vẻ mặt của họ có thể nhận ra được hai vợ chồng này tuyệt đối không hề đơn giản. Tiền bối Đông Phương, đây, hai ông bà già chết tiệt này là, bốp. Không để Viên Sùng Long nói hết câu, Đông Phương Thiếu đã giơ tay lên tát cho Viên Sùng Long một bạt tai khiến ông ta nổ đom đóm mắt. Mẹ kiếp, ông không muốn sống nữa à? Đó là Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều đấy. Đừng nói là ông, dù ba cụ tổ còn lại của nhà họ Viên cũng phải quỳ xuống đón khi gặp hai người này. Tự ông muốn chết thì cứ chết, đừng làm liên lụy đến tôi. Đông Phương Thiếu sợ hãi đến độ không còn giọt máu. Đạt đến cấp bậc của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều thì tai rất thính, phong thanh trong vòng 10 cây số cũng có thể phân biệt được là gió đông nam hay gió tây bắc. Bà mẹ nó, Viên Sùng Long đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Lúc này cả núi Thương Lĩnh đều trở nên yên lặng như tờ. Cậu nhóc vẫn có thể động đậy được chứ? Nhạc Trung Kỳ xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn. Thật ra sau khi Thất Tinh Đại Trận bị phá, thể lực của Tiêu Chính Văn đang dần hồi phục từng chút. Chỉ là tốc độ hồi phục rất chậm. Ông cụ, cảm ơn đã cứu mạng, Tiêu Chính Văn không có gì để đền đáp. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quỳ một gối cúi đầu với Nhạc Trung Kỳ. Ha ha, Nhạc Trung Kỳ vuốt râu ngửa mặt lên trời cười nói, cậu nhóc, là cậu tự cứu mình đấy chứ, nếu không phải cậu có khả năng trở thành người kế thừa vận mệnh thì lão già tôi đây cũng sẽ không rảnh rỗi chạy khắp nơi với cậu đâu. Còn nữa, cậu thật sự nghĩ Thiên Vương Long cấp 5 sao cộng với sự lĩnh hội của cậu thì có thể tung hoành khắp nơi sao? Nói thật nhé, cậu đúng là tài giỏi nhưng so với năm đại danh sơn thì cậu lại thiếu mất nền móng vững chắc. Chương 1852. Hôm nay là do tôi đến kịp, ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi về cõi trời, cậu còn sống được không? Bất kể là chuyện gì cũng phải thật thận trọng. Trên vai cậu không chỉ có người phụ nữ của cậu, vợ con cậu, mà còn có trọng trách dẫn dắt Hoa Quốc Dương cao uy nghiêm của đất nước, tôi không tiếc tuổi thọ của mình để tổ long được khôi phục. 800 người canh giữ núi ở Côn Luân không ngại lấy máu tế trời mới đổi lấy quốc vận tương lai của Hoa Quốc hưng thịnh, nhưng cậu lại không tiếc lao vào nguy hiểm vì vợ con mình thì linh hồn ở trên trời của thiên tử cũ làm sao có thể an nghỉ được. Nếu cậu chết trong tay đám người này thật thì bảo 800 người canh giữ núi của Côn Luân sao mà nhắm mắt được. Hả, nghe cụ ấy nói thế. Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Trước đó Tiêu Chính Văn chỉ biết thiên tử cũ lấy tuổi thọ của mình để đánh thức tổ long, nhưng lại không biết còn có chuyện 800 người canh giữ núi ở Côn Luân tế máu. 800 người canh giữ núi ở Côn Luân, Tiêu Chính Văn khó hiểu nói. Kể từ năm Hồng Vũ Đại Minh, hai vợ chồng tôi đã nhận lệnh bảo vệ linh cửu của Đế Tuấn cùng với 800 hào kiệt. Cậu có biết Đế Tuấn là ai không? Tiêu Chính Văn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, quả thật có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến người này. Hơn nữa thân phận không giống nhau, lai lịch cũng khác, thậm chí còn không được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục. Người tạo ra Thiên Sơn Thư Lục thật sự chính là Đế Tuấn. Ông ấy cũng là người đầu tiên thừa kế di tích Tổ Long thời cổ xưa của Hoa Quốc, thế nên trong Thiên Sơn Thư Lục gì cũng có, tất cả mọi thứ đều do chính tay Đế Tuấn viết nên. Mà văn tự đó cũng chỉ có Đế Tuấn và những người được chỉ định khác mới có thể đọc hiểu, đây là mối quan hệ sâu xa giữa nhà họ Tiêu cậu và Đế Tuấn. Nhà họ Tiêu không phải ai cũng có tư cách thừa kế tim rồng, trong hàng nghìn năm của Hoa Quốc chỉ có một số người gánh vác sứ mệnh làm cho Hoa Quốc đứng trên đỉnh cao của thế giới. Đời này có phải là cậu hay không thì vẫn cần để thời gian làm chứng, nhưng cậu nên biết mạng sống của cậu không chỉ thuộc về một mình cậu. Nhạc Trung Kỳ vừa lắc đầu vừa thở dài nói. Nói hết những lời cụ ấy nói, Tiêu Chính Văn há hốc mồm nhìn Nhạc Trung Kỳ như bị sét đánh trúng. Hóa ra nhà họ Tiêu còn bí mật lớn như vậy. Nhưng khác với Tiêu Chính Văn, đám người Đoàn Hải Long cứ bịt chặt tai lại như thể sợ nghe nhiều thêm một chữ vậy. Bạch Diên Vũ vừa muốn đứng dậy thì một cây gậy đầu rồng đập vào người lão. Bốp, ngay tức khắc Bạch Diên Vũ bị đập cho nổ đom đóm mắt. Nghe những gì ông không nên nghe thì sẽ chết.
Giọng bà lão không hề có chút tình cảm nào, ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại đảo mắt nhìn những người còn lại. Chúng tôi không nghe. Chương 1853. Tiền bối, chúng tôi không nghe rõ một chữ nào cả, tôi bị điếc bẩm sinh. Ông nhạc, tôi bị câm điếc, tha mạng. Cộp, tất cả người trên cả đàn tế bỗng chốc quỳ rạp xuống. Vấn đề là họ thật sự bị oan, ai mà ngờ được nhạc trung kỳ bỗng nói ra nhiều bí mật như thế, thậm chí không cho họ có thời gian tránh né. Bất kể các người có hiểu rõ tình hình hay không, hôm nay người xuất hiện ở đỉnh núi này đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Bà cụ lạnh lùng nói như thể đang nói với hàng nghìn con kiến thấp cổ bé họng chứ không phải đang nói chuyện với hàng nghìn người. Tiền bối, chuyện này, đại trưởng lão chưa nói hết câu, đôi mắt Đinh Phụng Kiều bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dù là đại trưởng lão cũng sợ hãi lùi về sau mấy bước khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của bà lão. Người nên chết thì không thể sống. Bà lão chống cây gậy đầu rồng tiến đến trước một bước. Phụt, trong thoáng chốc ba hàng đệ tử võ tông quỳ phía trước đều nổ tung thành một màn xương máu. Hai tay Đoàn Hải Long ôm đầu, co do thành một cục ở dưới đất. Bọn tôi liều mạng với bà già điên này. Đám người còn lại thấy Đinh Phụng Kiều ra tay độc ác như thế, ai nấy cũng đều rút vũ khí trong tay ra để giành lấy một cơ hội sống. Nhưng họ còn chưa kịp ra tay thì thấy Nhạc Trung Kỳ chậm rãi giơ cánh tay trái lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Lại thêm một màn xương máu nổ tung nữa. Đám các người dám bắt nạt vợ tôi ngay trước mặt ông đây à? Có tin ông đây tiến các người về cõi trời không? Giọng Nhạc Trung Kỳ lạnh như băng, sát khí bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy cả núi Thương Lĩnh. Người nhà họ Trương đang ở đâu? Còn không đến nhận tội nữa thì bà già này sẽ đích thân đến Thiên Sơn đấy. Đinh Phụng Kiều chẳng hề để tâm đến những người võ tông này, cứ thế lớn tiếng hét về hướng Tây Bắc. Vừa dứt lời một giọng nói già nua vang lên từ dưới chân núi, Trương Trấn Viễn nhà họ Trương đến nhận lỗi với hai vị tiền bối, xin hai vị giơ cao đánh khẽ. Dứt lời, một ông lão tóc bạc nhanh chân đi đến đỉnh núi. Ông là người sai khiến đám khỉ này giết Tiêu Chính Văn à? Nhạc Trung Kỳ xoay người lại nhìn ông lão tóc bạc nói. Là tôi, bốp. Ông lão tóc bạc chưa nói hết câu, Nhạc Trung Kỳ đứng cách đó một khoảng xa đã vung tay tát mạnh khiến nửa bên mặt của ông lão tóc bạc bị lệch sang một bên. Cụ tổ nhà họ Trương Trấn Viễn từng vang danh một thời lại chẳng dám nói một tiếng nào. Nhà họ Trương ông rất giỏi nhỉ? Giết người nhà họ Trương ông thì thế nào? Nói, Nhạc Trung Kỳ bỗng nổi giận, hai hàng lông mày dài nhảy múa trong gió, ánh mắt lạnh băng nhìn Trương Trấn Viễn tức giận của trách. Chương 1854. Trương Trấn Viễn bị tát vào mặt, nhưng cụ ta không dám nổi giận. Đối diện với câu hỏi của Nhạc Trung Kỳ, cụ ta chỉ biết cúi thấp đầu. Càng là người có địa vị cao trong võ tông thì càng biết vợ chồng Nhạc Trung Kỳ mạnh như thế nào. Đừng nói đến nhà họ Trương. Cho dù toàn bộ người của Thiên Sơn thì cũng không đủ để giết hai người này. Vì vậy dù Trương Trấn Viễn hay Đoàn Hải Long thì cũng không thể làm gì. Cho dù thực lực và địa vị của bọn họ cao đến đâu thì khi đối mặt với vợ chồng Nhạc Trung Kỳ cũng không dám làm bừa. Tôi đang hỏi ông đấy, ông không nghe thấy sao? Vừa dứt lời, tiếng tát lanh lảnh lại vang lên. Cú tát này không chỉ tát vào mặt Trương Trấn Viễn mà còn khiến tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trương cũng bị ăn tát thì bọn họ có là gì? Trương Trấn Viễn quay đầu lại, thận trọng nhìn Nhạc Trung Kỳ, trầm giọng giải thích, tiền bối Nhạc, tôi thật sự không biết vua Bắc Lương còn có quan hệ với ông, nếu không, cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám động vào nửa sợi tóc của cậu ta. Từ biểu hiện của Trương Trấn Viễn, không khó để nhận ra lúc này cụ ta đang vô cùng sợ hãi. Mọi người đều biết hơn trăm năm trước, trong năm Đại Danh Sơn, Thiên Sơn chỉ có thể xếp thứ hai, Danh Sơn số một của Hoa Quốc chính là Hoa Sơn. Nhưng năm đó, chỉ vì một thủ lĩnh của Hoa Sơn đã vô tình làm một trong những đệ tử của Nhạc Trung Kỳ bị thương, kết quả đã gây ra họa diệt thân cho Hoa Sơn. Qua một đêm, toàn bộ núi Hoa Sơn bị tắm máu, vô số cao thủ bị giết dưới tay Nhạc Trung Kỳ, thậm chí cả Võ Tông và Trận Tông ở Hoa Sơn đều bị ảnh hưởng. Vô số cao thủ trẻ đều đã chết một cách thê thảm. Kể từ đó, Hoa Sơn suy tàn, vị trí trong năm Đại Danh Sơn cũng giảm mạnh. Vì vậy, những gì Đinh Phụng Kiều vừa nói chắc chắn không phải chỉ để hù dọa nhà họ Trương.
vợ chồng Nhạc Trung Kỳ thật sự có khả năng giết cả Thiên Sơn. Cho dù nhà họ Trương có công lao to lớn thế nào, thì ở trước mặt Nhạc Trung Kỳ cũng không đủ. Cho dù bọn họ tiêu diệt cả nhà họ Trương thì trên dưới võ tông cũng sẽ không có ai đứng lên nói giúp nhà họ Trương. Không dám động sao, nói thật cho ông biết, nếu hôm nay Tiêu Chính Văn thật sự chết ở đây, thì tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả tông môn phía sau các người cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng nói. Nghe vậy tất cả mọi người rùng mình. Trương Chấn Viễn càng thêm sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Chương 1855. Vua Bắc Lương, chuyện xảy ra lúc trước là lỗi của nhà họ Trương chúng tôi, mong cậu lượng thứ, xin hãy tha lỗi cho nhà họ Trương chúng tôi. Trương Chấn Viễn vừa nói vừa dập đầu 3 lần liên tiếp trước Tiêu Chính Văn dưới con mắt của tất cả mọi người. Bụp bụp, đám người nhà họ Viên hít sâu một hơi. Nhà họ Trương có thân phận gì chứ? Đó là nhân vật được mọi người kính trọng ở võ tông. Nhà họ Viên ở trước mặt nhà họ Trương căn bản chỉ như con kiến. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trương cũng phải quỳ dưới đất nhận lỗi với Tiêu Chính Văn, vậy còn nhà họ Viên thì sao? Nghĩ đến đây, Viên Sùng Long không khỏi rùng mình. Nếu sau này, Tiêu Chính Văn đến tìm nhà họ Viên tính sổ thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Tiêu Chính Văn, Viên Sùng Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, chạy một mạch xuống bục cao, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Nói, vua Bắc Lương, tôi thay mặt nhà họ Viên xin lỗi cậu. Vừa nói, Viên Sùng Long vừa dập đầu 10 cái trước Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Viên Sùng Long, xua tay, nể tình cụ tổ nhà họ Viên, cũng vì nhà họ Viên các người đã đóng góp cho Hoa Quốc, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không truy cứu nữa, ông đi đi. Nghe vậy, Viên Sùng Long vui mừng, đứng dậy, rối rít cảm ơn Tiêu Chính Văn rồi chạy thẳng xuống núi Thương Lĩnh. Nhìn thấy Viên Sùng Long đã được Tiêu Chính Văn tha chết, mọi người vội vàng làm theo, quỳ xuống van xin lòng thương xót, đồng thời đổ hết trách nhiệm sang cho Đoàn Hải Long và nhà họ Trương. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn quét qua khuôn mặt của mọi người, sau đó anh hít một hơi thật sâu xua tay với bọn họ các người đi đi. Khi đất nước cần các người giúp sức thì nhất định phải cố gắng hết mình. Nếu không, tôi sẽ không tha cho các người nữa đâu. Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Từ nay về sau không bao giờ dám tùy tiện làm gì nữa, chỉ cần đất nước cần, chúng tôi sẵn sàng đổ máu. Mọi người đồng thanh nói, cuối cùng dập đầu trước Tiêu Chính Văn mấy lần rồi chuồn nhanh xuống núi. Nhìn thấy cảnh này, đại trưởng lão không ngừng gật đầu, Tiêu Chính Văn quả nhiên là người rộng lượng. Thật ra ban đầu, Tiêu Chính Văn tha cho Viên Sùng Long không phải vì Tiêu Chính Văn đã quên đi ân oán giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Viên. Mà là vì hôm nay hàng trăm môn phái của võ tông đều tập hợp ở đây. Nếu thật sự để Nhạc Trung Kỳ giết hết bọn họ trên núi Thương Lĩnh thì võ tông Hoa Quốc sẽ thiệt hại lớn. Chương 1856. Đối với Hoa Quốc mà nói, đây là một thảm họa. Vì vậy, Tiêu Chính Văn không đợi Nhạc Trung Kỳ truy cứu, mà đã thả mọi người trong nhà họ Viên đi, sau đó tha thứ cho đám người võ tông. Thấy đại trưởng lão dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, Tiêu Chính Văn thản nhiên mỉm cười, tục ngữ có câu làm người phải biết bao dung độ lượng. Tôi tin rằng đa số bọn họ đều không có ác ý với tôi. Mọi người chưa từng gặp mặt thì nói gì đến ân oán chứ? Đại trưởng lão, ông xem có đúng không? Nghe vậy, đại trưởng lão lại gật đầu, quay người cúi đầu với Nhạc Trung Kỳ, tiền bối Nhạc, tạ ơn ông đã độ lượng, thả những người này đi. Nhạc Trung Kỳ chắp tay sau lưng, nhìn Tiêu Chính Văn và đại trưởng lão nói. Hai người thật sự cho rằng tôi sẽ giết hết bọn họ sao? Thực ra tôi cũng muốn xem Tiêu Chính Văn sẽ xử lý thế nào. Nếu cậu ấy không màng đến lợi ích đất nước, cố tình muốn giết hết đám người này trên núi Thương Lĩnh thì tôi thật sự là mù quáng. Thực ra hơn trăm năm trước, vào đêm đó, tôi cũng vô cùng hối hận, chuyện Hoa Sơn thất thủ có liên quan trực tiếp đến tôi. Năm đại danh Sơn luôn là trụ cột của Hoa Quốc. Nhưng vì sự tức giận nhất thời của tôi đã đẩy năm đại danh Sơn về phía đối đầu. Nhạc Trung Kỳ nói xong liền gật đầu tán thưởng Tiêu Chính Văn. Ninh Phụng Kiều cũng nở nụ cười nhân hậu với Tiêu Chính Văn, luồng sát khí khắp người cũng hoàn toàn rút cạn. Nhìn thấy cảnh này, Trương Chấn Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Chấn Viễn, Đoàn Hải Long, Nhạc Trung Kỳ đột nhiên xa sầm mặt mày, gằn giọng nói. Tiền bối Nhạc, có chúng tôi. Hai người quỳ gối bỏ đến chỗ Nhạc Trung Kỳ. Chuyện hôm nay, hai người là kẻ chủ mưu,
đánh gãy tay các người, có oan ức gì không? Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng nói. Không, không oan ức, Đoàn Hải Long và Trương Trấn Viễn đồng thanh trả lời. Gãy tay còn hơn là mất mạng. Hơn nữa, có thể sống sót dưới cơn thịnh nộ của Nhạc Trung Kỳ đã là một kỳ tích rồi. Sao bọn họ còn dám có suy nghĩ khác chứ? Vừa dứt lời, Nhạc Trung Kỳ đột nhiên giơ tay lên, hai luồng sáng lạnh lẽo từ ngón tay phóng ra. Đoàn Hải Long và Trương Trấn Viễn nghiến chặt răng, ôm cánh tay. Sau khi trở về, các người phải công khai xin lỗi Tiêu Chính Văn. Sau này, tôi hy vọng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Các người biết sức mạnh của tôi rồi đấy. Chương 1857. Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng nói. Vâng, chúng tôi tuyệt đối không dám tái phạm. Cảm ơn tiền bối Nhạc đã tha cho tội chết. Mấy người Trương Trấn Viễn và Đoàn Hải Long cùng khấu đầu cảm ơn Nhạc Trung Kỳ. Ngay cả ông Lư và ông Thương cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất rối rít cảm ơn Nhạc Trung Kỳ. Mãi tới khi đám người này đi xa, Nhạc Trung Kỳ mới đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, chàng trai, thật sự không thể ngờ mới có mấy tháng mà cậu đã tiến bộ nhanh như thế, quả thực khiến cho tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chỉ ở cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, thế nhưng Nhạc Trung Kỳ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn vận dụng từ trường giao chiến với Cửu Vạn Lý. Chỉ khi đạt đến cảnh giới hiện giờ của Tiêu Chính Văn thì mới có thể tiến vào Lôi Hải ở Côn Luân và lấy đi trái tim rồng Bạch Long. Tiền bối quá lời rồi, chỉ là ngẫu nhiên giác ngộ được mà thôi, có điều hiểu biết của vãn bối về trận pháp vẫn còn ít ỏi lắm. Tiêu Chính Văn vô cùng khiêm tốn nói. Nhạc Trung Kỳ khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng nói, ừ. Không kiêu ngạo, không nôn nóng mới là tâm tính buộc phải có để làm nên chuyện lớn. Đặc biệt với tuổi của cậu, có thể lĩnh hội đến trình độ này thì gần như đã là có 102 rồi. Lần này tôi đến tìm cậu cũng là muốn chính thức mời cậu gia nhập Gò Đất Côn Luân. Với thực lực hiện giờ của cậu, mặc dù nói chưa chắc có thể vượt qua được Lôi Hải, thế nhưng chỉ cần có tôi ra tay, vấn đề có lẽ cũng không lớn lắm. Tôi bảo vệ Gò Đất Côn Luân đã mấy trăm năm, bây giờ sứ mệnh cuối cùng cũng phải hoàn thành rồi, là cậu giúp tôi có được sự giải thoát. Nhạc Trung Kỳ nhìn Tiêu Chính Văn đầy tán thưởng, từ tốn nói. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, tiền bối Nhạc, với trình độ hiện tại của tôi đã có thể tiến vào Lôi Hải thật sao? Mặc dù Tiêu Chính Văn chưa từng tới Gò Đất Côn Luân, cũng chưa từng thấy Lôi Hải trong Gò Đất Côn Luân là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Thế nhưng chỉ mới nghe tới cái tên này thì đã biết đây là nơi ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy. Hơn nữa, bên trong Thiên Sơn Thư Lục còn ghi chép một số truyền thuyết có liên quan đến Thiên Lôi Diệt Ngũ Thần. Nghe nói vào thời thượng cổ, năm cường giả ở cảnh giới thiên thần có ý định vượt qua Lôi Hải một lần, thế nhưng cả năm người đều bị thiên lôi đốt cháy thành than. Lúc này, ngay cả thực lực ở cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn cũng còn chưa có, làm sao có thể vượt qua Lôi Hải được đây? Nếu thật sự muốn dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua Lôi Hải, e rằng ngay cả cảnh giới thiên thần đỉnh cao cũng không làm nổi, mà buộc phải có trái tim rồng Bạch Long trước khi đạt tới cảnh giới thiên thần thì mới dung hợp được. Một khi thực lực của cậu đạt đến cảnh giới thiên thần thì đời này coi như không có duyên với trái tim rồng Bạch Long nữa. Nhạc Trung Kỳ vô cùng nghiêm túc nói. Chương 1858. Người có thể dung hợp được 5 trái tim rồng cả nghìn năm nay có thể đếm trên đầu ngón tay là bởi vì điều kiện để dung hợp 5 trái tim rồng cùng một lúc vô cùng hà khắc. Ví dụ như trái tim rồng Xích Long buộc phải do cảnh giới chủ soái dung hợp, mà trái tim Kim Long và trái tim Bạch Long thì buộc phải dung hợp ở cảnh giới Thiên Vương, tiếp theo mới có thể dung hợp những trái tim rồng khác. Mà trái tim rồng Bạch Long hay tim rồng Kim Long thì cũng như nhau. Chỉ cần người dung hợp chết hoặc bị giết thì tim rồng sẽ tự khắc trở về điểm ban đầu đợi người tiếp theo tìm thấy và dung hợp hai trái tim rồng. Cũng có thể nói, bất luận là ai, muốn dung hợp trái tim rồng Bạch Long thì đều phải chịu đựng những mối nguy hiểm thập tử nhất sinh mới có thể vượt qua được Lôi Hải. Đây chính là một loại khảo nghiệm đối với người dung hợp, cũng là một loại khảo nghiệm với người dẫn đường. Trong lịch sử, có rất nhiều người đều đã chết trong Lôi Hải ở Côn Luân. Thế nhưng bất luận bao nhiêu người đã nuốt hận ở Côn Luân thì cũng không có cách nào ngăn cản được những kẻ muốn biến mình trở nên mạnh hơn, muốn dung hợp 5 trái tim rồng nối tiếp nhau tìm tới Côn Luân. Tiền bối, vậy, giờ tôi sẽ theo ông trở về Côn Luân luôn sao? Tiêu Chính Văn nghiêm túc hỏi. Nhạc Trung Kỳ khẽ lắc đầu nói, không, lần này tôi đến chỉ để hẹn cậu một tháng sau tới Côn Luân tìm tôi,
tôi cũng phải chuẩn bị ít nhiều, dù gì tới Lôi Hải cũng không phải là chuyện nhỏ. Cậu cũng trở về lo liệu mọi chuyện trong nhà đi, nói thật thì ngay cả lão già như tôi cũng không nắm chắc có thể sống sót trở về, lỡ như xảy ra chuyện bất trắc gì thì cũng không đến nỗi để cho người nhà phải lo lắng. Nhạc Trung Kỳ điềm nhiên nói. Với độ tuổi này của cụ ấy thì sớm đã xem nhẹ chuyện sống chết. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, dù gì anh cũng còn vợ con, trong nhà vẫn còn biết bao nhiêu chuyện. Giới chính trị Hoa Quốc cũng rất xem trọng Tiêu Chính Văn. Vậy nên những chuyện cần giao phó quá nhiều, thời gian một tháng đối với ông cụ Nhạc mà nói vẫn còn hơi gấp rút. Được, vậy thì một tháng nữa chúng ta gặp lại ở Gò Đất Côn Luân. Tiêu Chính Văn chắp tay nói với Nhạc Trung Kỳ. Nhạc Trung Kỳ khẽ gật đầu nói, ừ, nhớ kỹ, sau khi trở về không được nói cho bất cứ ai biết về chuyện này, nếu không sẽ mang tới rắc rối cho cậu đấy. Những kẻ nhòm ngó tới di tích Long tộc không chỉ có phái Quang Minh, mà dung hợp tim rồng lại là chiếc chìa khóa duy nhất để khai màn bí mật di tích Long tộc, vậy nên buộc phải đề phòng những kẻ có dụng ý xấu xa. Vừa nói, Nhạc Trung Kỳ vừa đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía đỉnh núi phía xa. Lúc này, Võ Thí Thiên đang đứng trên đỉnh núi với cặp mắt tóe lửa, nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chính Văn, anh lại sống dậy từ trong cõi chết, hóa nguy thành an thêm lần nữa. Thật ra ông ta âm thầm tới đây chính là muốn đợi tới lúc Tiêu Chính Văn sức cùng lực kiệt thì đột ngột ra tay, dùng tính mạng để uy hiếp ép Tiêu Chính Văn nói ra cách thức dung hợp tim rồng. Chương 1859. Thế nhưng với tình hình trước mắt thì đây chỉ điều này chỉ là mơ mộng viển vông. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trương cũng tỏ ra cung kính với ông lão Côn Luân như thế thì Võ Thí Thiên ông ta có là gì? Ông ta dám ra tay với Tiêu Chính Văn vào lúc này sao? Ông ta không dám, hừ, Tiêu Chính Văn, không ngờ cái mạng của thằng danh cậu cũng lớn thật đấy. Võ Thí Thiên nghiến răng gằn ra một câu độc địa, bực tức quay người đi xuống núi. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng chú ý đến bóng lưng đơn độc bên trên đỉnh núi phía xa. Võ Thí Thiên, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói. Không sai, ông ta cũng coi như một kẻ có dã tâm. Có điều ông ta đã lấy được một nửa trái tim rồng Hắc Long mà mãi vẫn không có cách nào dung hợp, 10 phần thì có tới 8-9 phần ông ta đến để cướp đoạt Thiên Sơn Thư Lục. Cậu phải thật cẩn thận với người này và cả Dược Sư Hoàng, hai kẻ này thật ra đều là những người được chọn cho vị trí thiên tử vào mấy chục năm trước, có điều bọn họ không có trái tim nhân tử như thiên tử cũ nên đã không được chọn. Thế nhưng nhiều năm qua sự thèm khát muốn được ngồi lên vị trí thiên tử của bọn họ vẫn chưa từng thay đổi. Thậm chí Võ Thí Thiên đã từng nghĩ tới chuyện dựa vào Võ Tông để cưỡng chế chiếm đoạt vị trí thiên tử. Nếu như có một ngày hai người đứng ở thế đối lập hoặc giao đấu thì tuyệt đối không được mềm lòng nương tay. Nếu không nhất định sẽ gây nên họa lớn. Nhạc Trung Kỳ bình thản nói. Vâng, vãn bối đã nhớ rồi. Thế nhưng, sao ông ta lại có được một nửa trái tim rồng Hắc Long thôi vậy? Tiêu Chính Văn không khỏi nhớ tới trái tim rồng Hắc Long mà mình đã từng thấy ở trong kim tự tháp. Chỉ có trái tim rồng Hắc Long là phân làm hai nửa. Tuy nhiên trái tim rồng Hắc Long cũng là mạnh nhất trong số 5 trái tim rồng. Dung hợp trái tim Hắc Long tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, bên trong Thiên Sơn Thư Lục chắc hẳn cũng có ghi chép về điều này. Không sai, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thiên Sơn Thư Lục chỉ ghi chép tóm lược về các trái tim rồng khác. Chỉ có cách thức dung hợp trái tim Hắc Long là vô cùng phức tạp. Thậm chí mãi tới giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa hiểu rõ trái tim rồng Hắc Long nên dung hợp như thế nào. Được rồi, về thôi, đừng quên lời hẹn sau một tháng của chúng ta. Nói xong, Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phượng Kiều bình thản đi về phía chân núi. Vua Bắc Lương, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ chuyện tới Côn Luân. Lỡ như cậu có mệnh hệ gì, vậy thì thiên tử, đại trưởng lão rất không yên tâm nói với Tiêu Chính Văn. Chương 1860. Đại trưởng lão, có một số việc dù nguy hiểm đến đâu thì chúng ta cũng phải làm, đúng không? Tiêu Chính Văn nghiêng đầu cười nói với đại trưởng lão. Trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn, đại trưởng lão chỉ thấy mỗi sự kiên định. Hai, vua Bắc Lương, nếu cậu đã quyết thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, chúc cậu bình an trở về. Dứt lời, đại trưởng lão chắp tay với Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng đi xuống chân núi. Xế chiều hôm đó, nhà họ Trương đã nói lời xin lỗi với Tiêu Chính Văn thông qua các phương tiện truyền thông. Liên minh võ thuật cũng đứng ra lên tiếng, Đoàn Hải Long còn tuyên bố thẳng trước mặt truyền thông rằng, ông ta và Tiêu Chính Văn không thù không oán,
lúc trước do bị kẻ hèn hạ xúi bậy nên mới nhằm vào Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi việc đều giống như những gì Dược Sư Hoàng dự đoán từ trước. Cuối cùng, sự xuất hiện của Nhạc Trung Kỳ đã giúp Tiêu Chính Văn lật ngược tình thế, tìm được đường sống trong cõi chết. Môn chủ, ông đúng là tính toán như thần, nghe người võ tông kể lại, lúc ấy, Tiêu Chính Văn đã bị Bạch Diên Vũ đẩy vào bước đường cùng, nhưng ngay tại thời khắc quan trọng nhất, Nhạc Trung Kỳ đột nhiên xuất hiện, giết không ít người võ tông của Bạch Diên Vũ. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trương cũng bị vả cho mấy bạt tai. Đại trưởng lão Dược Vương Cốc vội vội vàng vàng chạy tới, báo cáo với Dược Sư Hoàng về kết quả trận đánh ở núi Thương Lĩnh. Dược Sư Hoàng khẽ gật đầu. Quả nhiên không sai, một khi Nhạc Trung Kỳ đã chú ý đến Tiêu Chính Văn, thì chỉ dựa vào nhà họ Trương mà muốn giết Tiêu Chính Văn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Môn chủ, tiếp theo chúng ta, đại trưởng lão vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Dược Sư Hoàng. Tiếp theo, còn phải hỏi à, đương nhiên là đứng về phía Tiêu Chính Văn, chúng ta chỉ cần đi theo cường giả là được, giống như Thanh Vân Tông vậy, dưới phe cánh của Tiêu Chính Văn, Dược Vương Cốc muốn bay thẳng lên trời còn khó ư. Dược Sư Hoàng mỉm cười nói. Hả, nghe nói thế, ngay cả đại trưởng lão cũng sững sờ. Dược Sư Hoàng cao ngạo cỡ nào, sao có thể dễ dàng khuất phục người khác thế kia? Môn chủ, tôi không nghe lầm chứ. Ý của ông là khuất phục dưới chân Tiêu Chính Văn à? Dược Sư Hoàng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng cười nói, khuất phục người ta có gì không tốt. Chỉ khi ông càng gần với đối thủ, khi cậu ta hoàn toàn không còn đề phòng với ông, thì ông mới có thể ra đòn, hoàn toàn đánh bại cậu ta. Chương 1861. Nghe nói đến đây, đại trưởng lão mới hiểu được dụng ý của Dược Sư Hoàng. Quy thuận Tiêu Chính Văn, chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Mượn thanh thế của Tiêu Chính Văn, phát triển thực lực của Dược Vương Cốc, cho đến khi có năng lực đối chọi với Tiêu Chính Văn thì đột ngột ra tay, dẫm chết Tiêu Chính Văn dưới chân mình. Quả nhiên là môn chủ suy nghĩ thấu đáo. Có điều, trước đó quan hệ của chúng ta với tập đoàn Vi Nhan khá căng thẳng, bây giờ đường đột như vậy, Tiêu Chính Văn liệu có tính toán với chúng ta không? Đại trưởng lão lo âu nói. Dược Sư Hoàng chắp một tay sau lưng, bước chân thong thả đi qua đi lại. Đương nhiên không thể đi tay không được, chúng ta ít nhất cũng phải cho họ thấy thành ý, muốn chiếm được lòng tin của người khác thì trước hết phải chiếm được lòng tin của chính mình. Chiếm được lòng tin của chính mình ư? Đại trưởng lão không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn Dược Sư Hoàng bằng ánh mắt ngờ vực. Không sai, khiến cho bản thân mình tin, cảnh giới tối cao nhất của việc nói dối, không phải là lừa gạt người khác, mà là ngay chính bản thân mình cũng bị lừa, ngay cả bản thân mình cũng tin vào lời nói dối đó. Dược Sư Hoàng thản nhiên đáp. Ý của môn chủ là, đại trưởng lão dường như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Dược Sư Hoàng. Không sai, công thức của bát cực tục mệnh đan nằm trong tay chúng ta chẳng qua chỉ là một món bảo vật trấn cốc mà thôi, nhưng nếu như đưa nó cho Tiêu Chính Văn thì cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Hai mắt Dược Sư Hoàng lóe lên tia sáng sắc lạnh. Môn chủ, đây là công thức điều chế quan trọng nhất Dược Vương Cốc chúng ta đấy. Thiên tử đã từng đến tận nơi để đòi mà ông cũng không chịu dâng lên, hôm nay lại đưa cho Tiêu Chính Văn, có phải hơi, thật ra suy cuối cùng, trong lòng đại trưởng lão vẫn rất không nỡ. Bát cực tục mệnh đan là tuyệt bí giúp mọi người ở Dược Vương Cốc kéo dài tuổi thọ. Tương truyền, đơn thuốc này là bí đan dược đặc biệt do người sáng lập Dược Vương Cốc điều chế, trong thiên hạ cũng chỉ có mỗi một mình Dược Vương Cốc nắm giữ. Đây cũng là pháp bảo quan trọng nhất giúp Dược Vương Cốc có thể tùy ý giao lưu với võ tông trong thiên hạ. Mất đi bát cực tục mệnh đan, địa vị của Dược Vương Cốc ở võ tông cũng sẽ rớt xuống đáy vực. Đại trưởng lão, thật ra chúng ta vốn không cần đến đơn thuốc này đều nằm trong lòng chúng ta. Mà Tiêu Chính Văn nhận được đơn thuốc này cũng sẽ không dễ tiết lộ cho người ngoài. Đồ vật quý như vậy mà Dược Vương Cốc chúng ta còn dâng lên được. Chẳng lẽ còn chưa đủ để cậu ta nhìn thấy thành ý của chúng ta sao? Chương 1862. Nghe thấy vậy, đại trưởng lão gật đầu lia lịa. Nếu như làm vậy cũng không có thành ý thì trên thế giới này không có bất kỳ điều gì có thể xem là thành ý được nữa. Đúng như câu nói của Dược Sư Hoàng, cảnh giới tối cao của việc lừa gạt người khác chính là lừa gạt được chính bản thân mình. Tôi đã hiểu ý của môn chủ. Chúng ta dùng đơn thuốc này đổi lấy sự tin tưởng của Tiêu Chính Văn, cậu ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ, sẽ càng thêm lơi lỏng đề phòng chúng ta. Chỉ có điều, bên phía Thanh Vân Tông,
có phải chúng ta cũng nên, Lưu Sùng Hằng vốn chẳng tạo được mối uy hiếp gì, ông ta đã bị Tiêu Chính Văn đánh gãy sống lưng, tuy Thanh Vân Tông cũng là dược tông nhưng đơn thuốc của bọn họ sao có thể so sánh với đơn thuốc của Dược Vương Cốc chúng ta chứ? Tạm thời, để cậu ta an tâm thì phải gần gũi hơn với Thanh Vân Tông. Thậm chí, có thể tặng cho bọn họ một ít đơn thuốc không mấy quan trọng và dược liệu thượng hạng trong Dược Vương Cốc chúng ta, luôn nhớ một tôn chỉ rằng, thả con săn sắt bắt con cá rô. Dược Sư Hoàng híp mắt nói. Vâng, tôi hiểu rồi, môn chủ nhìn xa trông rộng thật khiến tôi xấu hổ. Nói xong, đại trưởng lão cúi chào Dược Sư Hoàng rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Xế chiều hôm đó, đại trưởng lão của Dược Vương Cốc đích thân đến cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Ôi, đây không phải là đại trưởng lão của Dược Vương Cốc sao? Cậu Tiêu vẫn chưa về đâu. Độ Thiên chân nhân lạnh lùng liếc xéo đại trưởng lão và nói. Anh Độ Thiên à, mặc dù Dược Vương Cốc chúng tôi là Dược Tông nhưng vốn dĩ Vạn Tông vẫn cùng một đường, chúng ta cũng coi như một nửa đồng môn, cần gì phải đuổi khéo cách xa nghìn mét. Tôi không muốn thừa nhận cũng không được, đúng là giữa Dược Vương Cốc và cậu Tiêu có xảy ra chút hiểu lầm, nhưng đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy ai thật lòng. Lần này tôi tới là mang theo thành ý của Dược Vương Cốc, nếu không tin, có thể bảo Lưu Sùng Hằng của Thanh Vân Tông kiểm tra. Đại trưởng lão vừa nói vừa lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ làm bằng gỗ đàn hương. Độ Thiên chân nhân nhìn lướt qua cái hộp gỗ nhỏ đó, cau mày hỏi, trong đây là cái gì? Anh Độ Thiên đừng lo lắng, đây không phải là ám khí đâu, anh xem thử đi. Vừa nói, đại trưởng lão vừa mở hộp gỗ ra, nằm bên trong là một cuộn khăn lụa màu vàng sáng. Trên khăn lụa thêu chằng chịt mấy hàng chữ nhỏ. Ôi, Bát Cực Tục Mệnh Đan, thấy mấy chữ to trên đó. Sắc mặt Độ Thiên chân nhân bất chợt thay đổi. Trong võ tông, ai mà không biết Bát Cực Tục Mệnh Đan là bảo vật của Dược Vương Cốc chứ? Hôm nay đại trưởng lão đem theo loại thuốc này đến xin gặp mặt, Độ Thiên chân nhân không khỏi thầm giật mình. Chương 1863. Nhìn bài thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan, Độ Thiên chân nhân chần chừ do dự, Dược Vương Cốc sẽ tự tay đưa thứ đồ quan trọng như thế cho người khác sao? Bản thân Độ Thiên chân nhân cũng không dám tin đây là thật. Nhưng người ta đã đưa theo thành ý đến thì cứ để họ vào trước đã. Nghĩ đến đây, Độ Thiên chân nhân trầm giọng nói, vậy được, ông đợi một chút, tôi báo lại với cô Khương một tiếng. Dứt lời, Độ Thiên chân nhân xoay người đi vào biệt thự nhà họ Tiêu. Lúc này Khương Vi Nhan đang tập khống chế từ trường theo cách Tiêu Chính Văn dạy cho cô. Mặc dù tiến bộ không nhiều nhưng ít nhất bây giờ Khương Vi Nhan cũng có thể điều khiển được đồ vật bình thường. Những đồ vật khá nhẹ như bình hoa đều có thể dịch chuyển khoảng vài mét trong trường hợp không dùng đến ngoại lực. Thấy Độ Thiên chân nhân từ ngoài đi vào, Khương Vi Nhan lau mồ hôi trên trán nói với Độ Thiên chân nhân, ông cụ, có chuyện gì sao? Cô Khương, người của Dược Vương Cốc muốn gặp, hơn nữa còn là đại trưởng lão đứng sau Dược Sư Hoàng, có địa vị và thân phận ở Dược Vương Cốc. Cô có muốn gặp ông ta không? Nghe đến ba chữ Dược Vương Cốc, Khương Vi Nhan không khỏi nhíu mày. Trước giờ Khương Vi Nhan có ấn tượng cực kỳ tệ với Dược Vương Cốc. Mặc dù khoảng thời gian gần đây, hai bên không có bất kỳ mối giao thiệp nào nhưng lập trường của đối phương lại chưa từng thay đổi. Trong thời gian này, Dược Vương Cốc từng có vài hành động nhỏ, Khương Vi Nhan cũng nhìn thấy hết. Chỉ là hai bên đều không trở mặt với nhau hoàn toàn thế nên Khương Vi Nhan không truy cứu đến cùng. Càng chưa từng nhắc đến với Tiêu Chính Văn. Bây giờ sao Dược Vương Cốc lại bảo người đến nhỉ, còn cử một trưởng lão có địa vị rất cao nữa chứ? Họ có nói là chuyện gì không? Khương Vi Nhan cau mày hỏi. Cô Khương, lần này Dược Vương Cốc đặc biệt đến để tặng phương thuốc, trong tay đại trưởng lão là bài thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan, nhưng tôi không rõ về y thuật nên không thể đoán được thật hay giả. Độ Thiên chân nhân đáp. Khương Vi Nhan nhíu mày nói, thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan. Đó là cái gì? Cô Khương, trong võ tông có ba bảo vật lớn, đứng đầu là thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan, đồng thời cũng là tuyệt kỹ độc quyền của Dược Vương Cốc. Trong tất cả các y tông Dược Tông, chỉ có Dược Vương Cốc mới có phương thuốc này. Nghe nói đây là một loại thuốc do cốc chủ đầu tiên của Dược Vương Cốc tự mình nghiên cứu ra, trộn 8 loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy trong thế giới. Người bình thường uống một viên là có thể kéo dài tuổi thọ. Chương 1864. Nếu người võ tông uống thì có thể tăng thực lực, nhưng thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan cực kỳ khó tìm,
đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao địa vị của Dược Vương Cốc được kính trọng trong võ tông như thế. Tôi lo thuốc bát cực tục mệnh đan mà đại trưởng lão đem đến tặng không phải là phương thuốc thật, thế nên mới mời cô Khương giải quyết. Khương Vi Nhan cau mày suy xét một lúc lâu. Nếu nói đến mấy phương thuốc đại loại như thế này thì Khương Vi Nhan vẫn là một người ngoài. Nhất là mấy bài thuốc của võ tông, có bản chất khác biệt rất nhiều so với thuốc đông y truyền thống. Rất nhiều cách sử dụng dược liệu không hề liên quan đến nhau. Thậm chí vài loại thuốc có dược tính khắc chế lẫn nhau. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần sử dụng đúng các bài thuốc trong võ tông thì lại có hiệu quả hơn công thức y học nhiều. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Khương Vi Nhan vẫn nghĩ đến Lưu Sùng Hằng. Dù sao Thanh Vân Tông cũng là tông phái về dược, mặc dù danh tiếng trong dược tông của Lưu Sùng Hằng không bằng Dược Sư Hoàng nhưng ít nhất cũng xem như là người trong ngành. Ông cụ, bảo ông ta vào đi, dù thế nào cũng không thể từ chối người lặn lội đường xa mấy trăm cây số để đến đây. Sau đó Khương Vi Nhan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Sùng Hằng. Dạo gần đây, Lưu Sùng Hằng đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể chống ung thư, nhưng tiến độ lại cực kỳ chậm. Một mặt là dược liệu thượng hạng rất khó tìm. Mặt khác là phương thuốc của Thanh Vân Tông có hạn, tự nghiên cứu và chế thuốc đâu có dễ như trong tưởng tượng. Nhận được tin nhắn của Khương Vi Nhan, mới đầu Lưu Sùng Hằng không để ý, nhưng khi ông ta nhìn thấy mấy chữ thuốc bát cực tục mệnh đan thì mắt không khỏi lóe lên tia sáng. Vãi, phương thuốc bát cực tục mệnh đan không chỉ là người trong võ tông trông mòn cả mắt mà ngay cả người của Dược Tông và Y Tông cũng tha thiết ước mơ. Môn chủ, ông đang nghĩ đến cách giải quyết của phương thuốc này sao? Mấy đệ tử Thanh Vân Tông bên cạnh thấy mắt Lưu Sùng Hằng bỗng lóe sáng thì ghé đến hỏi. Hừ, cách giải quyết ư, có thuốc bát cực tục mệnh đan thì còn nghiên cứu thuốc gì nữa? Mọi người cứ đợi ở đây, tôi đi một lát rồi về. Dứt lời, Lưu Sùng Hằng không giải thích nhiều bèn chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Tiêu. Lúc này đại trưởng lão đã được Độ Thiên Chân Nhân dẫn vào phòng khách. Thấy Khương Vi Nhan, đại trưởng lão lập tức cúi đầu chào, xếp Khương, tôi đường đột rồi. Trước đây Dược Vương Cốc tôi có làm gì sai thì mong xếp Khương lượng thứ. Chương 1865. Nói xong, hai tay ông ta đưa bài thuốc bát cực tục mệnh đan qua. Đây là phương thuốc bát cực tục mệnh đan mà Dược Vương Cốc lưu truyền hàng nghìn năm, tôi nhận lệnh của cốc chủ Dược Sư Hoàng đến đây tặng bài thuốc này, xin xếp Khương vui lòng nhận cho. Độ Thiên Chân Nhân nhận lấy hộp gỗ rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng không liếc nhìn bài thuốc trong hộp gỗ, mỉm cười nói, thật ra từ đầu đến cuối tập đoàn Vi Nhan chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ đối địch với bất kỳ một ai, nhưng Dược Vương Cốc cứ luôn nhắm vào tập đoàn Vi Nhan. Nếu Dược Vương Cốc đã có ý chủ động bắt tay làm bạn thì tập đoàn Vi Nhan chúng tôi cũng sẽ không từ chối, nhưng tôi mong chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Lời nói của Khương Vi Nhan có mềm dịu có cứng rắn. Vừa tỏ rõ lập trường của mình vừa cảnh cáo đại trưởng lão của Dược Vương Cốc. Nghe cô nói thế, đại trưởng lão không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Khương Vi Nhan. Điều này khác hoàn toàn với miêu tả của mọi người ở Dược Vương Cốc về Khương Vi Nhan. Đừng nhìn vẻ ngoài mềm yếu của Khương Vi Nhan mà lầm, thật ra bên trong cô vẫn rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Những người như vậy khó đối phó hơn người có thái độ cứng rắn rất nhiều. Xếp Khương yên tâm. Lần này Dược Vương Cốc chúng tôi thật lòng muốn hóa giải ân oán với tập đoàn Vi Nhan. Hơn nữa ý của môn chủ cũng muốn có quan hệ tốt với cậu Tiêu, hai bên vốn dĩ không nên trở thành kẻ thù. Đều do mấy đứa nhỏ của Dược Vương Cốc tự đại ngông cuồng nên mới đắc tội với xếp Khương và cậu Tiêu. Trước giờ tôi và môn chủ bận trăm công nghìn việc, không thể hiểu rõ tình hình nên mới khiến hai bên chúng ta hiểu lầm nhiều đến thế. Nhưng từ nay về sau... Chỉ cần xếp Khương hoặc cậu Tiêu mở lời thì Dược Vương Cốc tôi nhất định sẽ làm theo. Độ Thiên Chân Nhân đảo mắt nhìn đại trưởng lão hơi nhíu mày, mấy lời này đã nói rõ ý của Dược Vương Cốc rồi. Rõ ràng là muốn nghe theo Tiêu Chính Văn. Nhưng người của Dược Vương Cốc bướng bỉnh không nghe theo ai, chưa có ai trong võ tông có thể sai khiến được họ. Thế nên Độ Thiên Chân Nhân không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Đại trưởng lão khách sáo rồi. Tập đoàn Vi Nhan chúng tôi chỉ mong sau này mọi người hòa hợp, còn cái này thì tôi không dám nhận. Khương Vi Nhan bình tĩnh từ chối đề nghị của đại trưởng lão. Tâm trạng đại trưởng lão không khỏi sa sút, sửng sốt một chốc, sau đó cười nói, xếp Khương,
Thật ra, dược phương cốc sắp không chống đỡ được nữa, tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày quá lớn, tôi muốn xin xếp Khương cho dược phương cốc một con đường sống. Đại trưởng lão vừa nói vừa giả vờ cúi người ba lần với Khương Vi Nhan. Thấy vậy, Khương Vi Nhan liền quay đầu lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Chương 1866. Khương Vi Nhan cũng cảm thấy lo lắng trước việc Dược Vương Cốc đột nhiên nhận thua. Thưa cô, theo tôi thấy, đại trưởng lão cũng đã có thành ý, nếu không, ông ta sẽ không đem theo phương thuốc bát cực tục mệnh đan đến đây. Nếu có thể, hãy cho Dược Vương Cốc một con đường sống, dù sao thì mọi người cũng là người có cùng lý tưởng. Độ Thiên Chân Nhân suy nghĩ một lát rồi bước lên nói. Còn việc Dược Vương Cốc có chân thành hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của họ trong tương lai. Nhưng có thể nắm giữ quyền quản lý Dược Vương Cốc, đối với Khương Vi Nhan cũng có lợi ích lớn. Khương Vi Nhan thấy Độ Thiên Chân Nhân liên tục ra hiệu cho mình, cô khẽ gật đầu nói, vì sự chân thành của đại trưởng lão, nên tôi sẽ nhận món quà này. Đồng thời, cũng có thể nhường lại một phần lợi ích của ngành y dược giang chung cho Dược Vương Cốc, để giúp các ông sớm vượt qua khó khăn. Nghe vậy, đại trưởng lão rối rít cảm ơn Khương Vi Nhan. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi nghỉ ngơi trước. Khương Vi Nhan bình tĩnh nói với đại trưởng lão. Suy cho cùng đại trưởng lão cũng là cáo giả thành tinh, đương nhiên biết rõ Khương Vi Nhan không yên tâm về ông ta. Hơn nữa lời nói vừa rồi của Độ Thiên Chân Nhân cũng rất mơ hồ, lúc này chắc chắn Khương Vi Nhan sẽ không thể ông ta ở lại lâu trong biệt thự nhà họ Tiêu. Xếp Khương, cô nghỉ ngơi đi. Tôi xin về trước đây, nếu sau này có việc gì cần thì Dược Vương Cốc nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, đại trưởng lão cúi đầu chào Khương Vi Nhan rồi bước ra khỏi sảnh lớn. Sau khi tiễn đại trưởng lão đi, Khương Vi Nhan mới cầm chiếc hộp gỗ nhỏ lên xem xét. Ông Độ Thiên Chân Nhân, rốt cuộc Dược Vương Cốc có ý gì? Khương Vi Nhan không thể nhìn ra được mục đích thật sự của Dược Sư Hoàng là gì. Độ Thiên Chân Nhân cau mày nói, chiều hôm qua, nhà họ Trương đã công khai xin lỗi chủ thượng qua các phương tiện truyền thông cả nước. Có lẽ chuyện này đã tác động đến Dược Sư Hoàng, nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta vẫn phải đề phòng người của Dược Vương Cốc. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói xong thì Lưu Sùng Hằng bước nhanh vào. Thưa cô, tôi nghe nói Dược Vương Cốc đã đưa phương pháp điều chế của bát cực tục mệnh đan đến đây phải không? Vừa nhắc đến bát cực tục mệnh đan, Lưu Sùng Hằng vô cùng thích thú. Môn chủ Lưu. Ông đến thật đúng lúc, đây là phương thức luyện đan của bát cực tục mệnh đan, ông giúp tôi xem có phải là thật hay không. Khương Vi Nhan đưa chiếc hộp gỗ nhỏ cho Lưu Sùng Hằng. Được. Chương 1867. Lưu Sùng Hằng không nhiều lời, cầm lấy phương thức luyện đan của bát cực tục mệnh đan lên cẩn thận xem ba lần, sau đó khẽ gật đầu nói, xếp Khương, phương thức luyện đan này là thật. Mặc dù tôi chưa từng thấy phương thức luyện đan của bát cực tục mệnh đan. Nhưng những ký tự cổ trên đây là bằng chứng tốt nhất. Hàng nghìn năm trước, chỉ Hoa Quốc chúng ta mới sử dụng chữ tiểu triệt, từ thời nhà Đường, loại chữ này đã gần như biến mất. Nói xong, Lưu Sùng Hằng lấy ra chiếc khăn lụa màu vàng tươi rồi chỉ cho Khương Vi Nhan xem. Chỉ là trên này có hai vị thuốc hiện nay chỉ có ở Vương Dược Cốc, ở thế giới bên ngoài đều đã biến mất. Nếu muốn điều chế bát cực tục mệnh đan thì vẫn cần Dược Vương Cốc cung cấp hai loại dược liệu này. Lưu Sùng Hằng vừa nói vừa lấy giấy bút, ghi chép lại phương thức luyện đan bằng chữ hiện đại, rồi đánh dấu hai vị thuốc kia lại. Thiên Niên Quỷ Kiến Thảo, Bách Khúc Tuế Phục Linh, Khương Vi Nhan liếc nhìn hai vị thuốc đã biến mất kia, rồi đọc nhỏ. Đúng vậy, hai loại dược liệu này hiện tại đã không tìm được nữa. Chỉ có ở Dược Vương Cốc, còn lại một ít, tôi thấy hay là chúng ta mua dược liệu từ Dược Vương Cốc để chế tạo một lô bát cực tục mệnh đan. Chúng ta có thể tận dụng nguồn lực có trong tay để thử nghiệm lâm sàng trước xem có tác dụng gì không, ít nhất là đối với một số bệnh khó chữa như ung thư, máu trắng, bát cực tục mệnh đan thật sự có tác dụng tốt. Theo tôi biết, trong nhà một vị trưởng lão của Long các năm đó có một người họ hàng xa bị bệnh ung thư. Chính Dược Sư Hoàng là người đã mang bát cực tục mệnh đan đến cứu anh ta. Lưu Sùng Hằng nghiêm túc nói. Vậy cũng được, Độ Thiên Chân Nhân, phiền ông xử lý chuyện này. Nhân cơ hội thăm dò luôn thái độ của Dược Vương Cốc. Khương Vi Nhan đưa phương thức luyện đan cho Độ Thiên Chân Nhân. Người duy nhất trong đó đủ tư cách đến Dược Vương Cốc cũng chỉ có Độ Thiên Chân Nhân. Xét cho cùng, Thanh Vân Tông của Lưu Sùng Hằng xếp hạng không cao trong Dược Tông,
hoàn toàn không đủ tư cách để nói chuyện với Dược Vương Cốc đứng số một trong Dược Tông. Độ Thiên Chân Nhân cầm lấy phương thuốc, khẽ gật đầu nói, được, tôi sẽ làm ngay. Nhìn Độ Thiên Chân Nhân rời đi, Lưu Sùng Hằng hít sâu một hơi nói, thưa cô, nếu phương thức luyện đan họ đưa là thật, thì loại thuốc chống ung thư mới của chúng tôi không cần phải nghiên cứu nữa vì Bát Cực Tục Mệnh Đan có hiệu quả chữa bệnh này. Với loại thuốc mới này, chúng tôi có thể mở rộng sức ảnh hưởng hơn. Khương Vi Nhan nghiêm nghị nói, tạm thời, chúng ta vẫn chưa thể vui mừng quá sớm được, ngộ nhỡ đối phương dùng Bát Cực Tục Mệnh Đan làm mồi nhử, rồi có ý đồ khác thì chúng ta rất có thể sẽ bị trúng kế. Chương 1868. Khương Vi Nhan luôn để mắt đến Dược Vương Cốc. Lưu Sùng Hằng cũng gật đầu nói, cô lo lắng cũng phải. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ ông Độ Thiên Chân Nhân, chỉ cần có đủ dược liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn. Không cần biết có phải thật không, chúng ta cứ làm ra rồi tính tiếp. Khương Vi Nhan cũng gật đầu đồng ý, sau đó hỏi thêm vài câu rồi Lưu Sùng Hằng rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu. Giang Trung cũng như toàn hộ võ tông Hoa Quốc có vẻ yên bình nhưng thực ra đang rất hỗn loạn. Một mặt, tin tức Tiêu Chính Văn đánh bại Cửu Vạn Lý trên núi Thương Lĩnh đã lan truyền một cách nhanh chóng. Mặt khác, tin tức Nhạc Trung Kỳ đã ở ẩn gần trăm năm, đột nhiên cao hứng xuất hiện, còn đứng về phía Tiêu Chính Văn khiến cho tất cả mọi người càng thêm choáng váng. Trong thời gian ngắn, uy danh của Tiêu Chính Văn đã lan truyền khắp võ tông. Mọi người đều biết Tiêu Chính Văn là người mà ngay cả minh chủ của Liên minh Võ Thuật cũng hết sức cung kính. Nhưng vào lúc này, trong một khoảng sân hẻo lánh ở thành Thiên Phủ, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ một con chim bồ câu đưa thư. Bên trên chỉ có vài lời. Hừ, Bát Cực Tục Mệnh Đan rơi vào tay tập đoàn Vi Nhan rồi. Sau khi mảnh giấy xuống, người đàn ông trung niên nhìn sang ông lão lớn tuổi bên cạnh. Khụ, ông lão ho khan vài tiếng, vẻ mặt thờ ơ nói, Dược Sư Hoàng đúng là chịu bỏ vốn liếng ra thật. Để lấy lòng Tiêu Chính Văn, ngay cả Bát Cực Tục Mệnh Đan cũng cho đi không tiếc. Ông hai, phương thức luyện đan Bát Cực Tục Mệnh Đan đó rõ ràng là thuộc về Thiên Thần Tông chúng ta, trước đây Dược Sư Hoàng đã đích thân hứa cho chúng ta, vậy mà bây giờ lại trở mặt. Khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ tức giận. Trở mặt, Thiên Trạch. Cậu cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Đạo nghĩa ở võ tông là chỉ coi trọng lợi ích, bây giờ Tiêu Chính Văn đang nổi danh, Dược Sư Hoàng làm như vậy cũng là chuyện bình thường. Thực ra muốn lấy phương thức luyện đan cũng không phải là không thể. Khương Vi Nhan chỉ là một cô gái mà thôi, người chống lưng cho cô ta chỉ có Tiêu Chính Văn. Ở trong mắt người khác, Tiêu Chính Văn bất khả chiến bại, nhưng ở trước mặt Thiên Thần Tông thì hắn không đáng để chúng ta ý tới. Ông lão nheo mắt. Lạnh lùng nói. Chương 1869. Lạc Thiên Trạch cúi đầu trầm tư nói, ông hai, đối phó với Tiêu Chính Văn, thần mê hương của Thiên Thần Tông chúng ta cũng sẽ có tác dụng như đối phó với những người khác sao? Thần mê hương của Thiên Thần Tông cũng vô cùng nổi tiếng ở trong võ tông. Nghe nói, chỉ cần ngửi phải mùi hương này thì ngay cả người ở cảnh giới thiên thần cũng sẽ mất đi toàn bộ chiến lực. Đương nhiên. Dù là cao thủ ở cảnh giới thiên thần thì cũng không có cách nào tránh được thần mê hương. Ông lão vô cùng tự tin lên tiếng. Lạc Thiên Trạch âm thầm nghiến răng, vì phương thuốc dân gian Bát Cực Tục Mệnh Đan, nhà họ Lạc đáng để thử, Thiên Thần Tông cũng đáng để mạo hiểm một phen. Cứ theo những gì chúng ta bàn bạc trước đây, tổ chức một buổi hội họp của Dược Tông rồi lừa Khương Vi Nhan đến, khi đó Tiêu Chính Văn không thể không tìm tới. Bất luận là ai dính phải phương thuốc dân gian này thì chúng ta đều có thể đạt được ý nguyện. Nghe ông lão nói xong, Lạc Thiên Trạch khẽ gật đầu, trầm giọng nói, được, giờ tôi sẽ đi sắp xếp. Đợi một chút, bố trí vài thứ hay ho trên đường cho Tiêu Chính Văn đã. Ông lão nói với ánh mắt u ám như diều hâu. Ông hai, ý của ông là, Lạc Thiên Trạch nhíu mày hỏi. Đề phòng ngộ nhớ có chuyện gì ngoài ý muốn, ông lão lạnh lùng nói. Vâng. Lạc Thiên Trạch nói xong thì quay người rời khỏi khoảng sân nhỏ. Lúc này, ở Thương Lĩnh xa xôi, Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi núi Thương Lĩnh. Men theo đường núi đi hết một buổi sáng, trước mặt xuất hiện một quán trà nhỏ, nó lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Không phải quán trà này có điểm đặc biệt gì mà là ông chủ ngồi trước cửa đang pha một ấm trà thơm nức mũi. Tiêu Chính Văn tò mò tiến lên trước hỏi, ông cụ, đây là trà gì mà thơm thế?
ông chủ quán trà hiền hậu nói, đây là vân vụ Mao Phong. Được hái trên núi Vân Vụ. Không tệ đúng không? Ông chủ đắc ý nhấp một ngụm, lại rót cho Tiêu Chính Văn một tách trà nhỏ. Mới uống một ngụm nhỏ, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy hương thơm tràn ra bốn phía, lục phủ ngũ tạng đều vô cùng sảng khoái. Loại trà ngon như vậy, bao nhiêu tiền thế? Chương 1870. Tiêu Chính Văn trước giờ thường không uống cà phê mà chỉ thích thưởng trà. Gặp được loại trà ngon đương nhiên không thể bỏ qua. Tiền nong gì ở đây, cứ đưa 10 hay 20 tệ gì cũng được, chỗ này cậu thích uống bao nhiêu thì uống. Nếu như không đủ thì chỗ tôi vẫn còn, có thể đem về nhà uống. Ông chủ tiệm trà nói rồi đưa cho Tiêu Chính Văn một cái túi giấy da bò. Bên trong không đến nửa cân thì cũng phải chừng 4 lạng, Tiêu Chính Văn tiện tay lấy ra 100 tệ từ trong túi đưa cho ông chủ quán trà. Không cần nhiều tiền như vậy đâu, trà nhà tôi tự hái, không tốn tiền. Ông chủ nói, đang định tìm tiền thối lại cho Tiêu Chính Văn thì bị anh từ chối. Ông chủ quán trà nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Tiêu Chính Văn, nụ cười trên mặt dần đông cứng lại, trong ánh mắt khẽ lộ ra vẻ u ám lạnh lẽo. Thằng danh này trúng kế rồi. Lúc này, một ông lão tóc trắng bước ra từ bên trong rừng cây phía sau quán trà, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, bật cười với vẻ đắc ý. Đáng tiếc thật, loại trà ngon như vậy, phí phạm rồi. Ông chủ quán trà giơ tay hất nước trà trong tách xuống đất. Tiện tay lấy ra hai viên thuốc từ trong người rồi nuốt xuống. Cậu chủ Thiên Trạch nói rồi, đối phó với thằng danh này thì phải thận trọng một chút. Thuốc của ông sẽ không quá liều đấy chứ. Ông chủ quán trà nhìn ông lão tóc trắng nói. Chỉ có một giọt, ông lão tóc trắng cười nhạt nói. Thứ ông ta dùng là một loại độc dược làm tê liệt thần kinh, chỉ cần một giọt là có thể giết chết một con voi lớn. Tiêu Chính Văn có thần thông quảng đại tới mức nào cũng chỉ cần một giọt độc dược là đủ để mất mạng. Hơn nữa hiệu quả gây tê liệt thần kinh của thuốc thường rất chậm, cần khoảng thời gian khá lâu mới đột nhiên phát tác. Sau mười mấy ngày nữa, khi Tiêu Chính Văn trúng độc mà chết thì cũng sẽ chẳng có một ai nghi ngờ bọn họ. Ừ, bình tĩnh đợi cậu ta nhắm mắt thôi. Ông chủ quán trà đắc ý cười nói. Thật ra sau khi Tiêu Chính Văn uống tách trà đó xong thì đã cảm thấy có gì đó khác thường. Dù sao lúc này, từ trường trong cơ thể anh chỉ biến hóa nhỏ thì anh cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Tiêu Chính Văn lại đi thêm vài cây số nữa, từ trường trong cơ thể đột nhiên trở nên rối loạn, trước mắt còn có một loại cảm giác choáng váng. Là trà độc. Chương 1871. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi trầm xuống, nơi này hoang vu không một bóng người. Nếu như anh trúng độc hoặc bị mai phục thì kết quả khó lòng mà tưởng tượng nổi. Quả nhiên giống như những gì Tiêu Chính Văn nghĩ, vừa mới bước được thêm 100 mét nữa đã có một bóng người chặn ngang trước lối đi của anh. Nhóc con, cậu đã trúng độc rồi, Lạc Thanh Phong tôi đặc biệt tới đây để nhận xác cậu, nếu như cậu tự chặt đứt hai chân thì tôi có thể tha cho cậu tội chết. Lạc Thanh Phong làm ra vẻ độ lượng. Nghe có vẻ như Lạc Thanh Phong vô cùng rộng lượng, thật ra Lạc Thanh Phong rõ hơn bất cứ ai. Tiêu Chính Văn thà tử trận chứ cũng nhất quyết không chịu quy phục đối phương. Bởi vì điều này không chỉ ảnh hưởng tới thể diện của cụ ta mà đồng thời cũng ảnh hưởng tới thể diện của Thiên Thần Tông. Bản thân mất mặt thì không sao, thế nhưng làm mất mặt tông môn, một khi bị người của chấp sự hay chấp pháp đường biết được thì sẽ bị tru di cửu tộc. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ có một con đường là chiến đấu với cụ ta. Cụ ta còn nói như vậy vì muốn sau khi giết chết Tiêu Chính Văn thì sẽ có thêm danh tiếng độ lượng. Nếu như ông và ông ta cùng chặt đứt hai chân, tôi có thể bảo đảm cho an toàn tính mạng của hai người. Nếu không, ông ta sẽ chết, tất cả mọi kinh mạch trong người ông cũng sẽ đứt đoạn, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ồ, Lạc Thanh Phong nhíu mày lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu Chính Văn cũng mạnh miệng quá rồi đấy. Ha ha, Lạc Thanh Phong nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. Đây là chuyện buồn cười nhất mà cụ ta từng được nghe. Bây giờ đám thanh niên đều bị sao vậy chứ? Lẽ nào trước khi ăn to nói lớn đều không chịu suy xét một chút tới cảnh ngộ của bản thân à? Hy vọng thực lực của cậu có thể tương xứng với sự ngông cuồng này. Lạc Thanh Phong nói rồi sải bước nhẹ nhàng tiến về phía Tiêu Chính Văn. Rắc rắc rắc, đôi giày da sáng loáng dưới chân đạp lên trên mặt đất đầy sỏi đá, phát ra những tiếng vang rất khẽ. Thế nhưng mỗi một tiếng vang đều khuấy động linh hồn của tất cả mọi người. Tiêu Chính Văn,
chuyện tới nước này mà cậu vẫn không chịu cúi đầu sao? Lẽ nào tự chặt đứt hai chân và khấu đầu nhận tội lại không tốt hơn cái chết à? Lạc Thanh Phong lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn lắc đầu cười nói, trước đây tôi không có thù oán gì với mấy người, dạo này cũng chẳng gây thù ở đâu, vậy thì có tội gì để mà nhận chứ? Vợ cậu đã lấy đi phương thuốc dân gian bát cực tục mệnh đan vốn dĩ thuộc về Thiên Thần Tông chúng tôi, cậu thử nói xem cậu có tội hay không? Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gầm gừ. Lúc nói chuyện, Lạc Thanh Phong đã cách Tiêu Chính Văn chưa tới 5 bước chân. Đối với người bình thường mà nói thì đây là một khoảng cách an toàn, thế nhưng đối với cao thủ mà nói thì 5 bước chính là khoảng cách của cái chết. Chương 1872. Trong khi lao đến chỗ Tiêu Chính Văn, trong tay Lạc Thanh Phong bỗng lóe lên ánh sáng. Rõ ràng, Lạc Thanh Phong có ý định giết chết Tiêu Chính Văn ở đây. Lúc này Tiêu Chính Văn lại không thể sử dụng được thực lực của mình, ngay cả từ trường cũng bắt đầu rối loạn, anh không khỏi cảm thấy lo lắng, cố hết sức lùi về sau mấy bước. Chỉ là tốc độ tấn công của Lạc Thanh Phong không hề chậm lại, ngược lại Tiêu Chính Văn càng lùi, tốc độ của cụ ta càng nhanh. Gần như chỉ trong tích tắc Lạc Thanh Phong đã lao đến gần Tiêu Chính Văn. Khoảng cách giữa hai người còn chưa tới một bước. Lúc này Lạc Thanh Phong vung con dao găm trong tay lên đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Chính Văn. Xoạt, một luồng sáng lóe lên, Tiêu Chính Văn né được đòn tấn công của Lạc Thanh Phong, đồng thời cả người lại lùi về sau 5 bước. Tiêu Chính Văn, thế nào? Có phải cậu không thể dùng được chút sức lực nào nữa không? Độc của nhà họ Lạc tôi không phải là thứ ai cũng có thể giải được, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng kháng cự, nếu không cậu sẽ chết rất thảm. Lạc Thanh Phong cười khẩy quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Thủ đoạn của các người cũng đê tiện thật đấy, nhưng chưa có ai nói với ông rằng cường giả ở cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao có thể áp chế được các loại độc sao. Ngoài miệng thì nói thế nhưng thật ra Tiêu Chính Văn chỉ tạm thời khôi phục được một chút sức lực. Đây cũng hoàn toàn là do từ trường trong cơ thể đã giúp anh làm mất tác dụng của một phần độc tố. Cảnh giới Thiên Vương Long cấp, ôi, quả thật là siêu phàm. Ông đây mới chỉ đạt tới cảnh giới Thiên Vương một sao, nhưng ông đây có thể tiến cậu về trời đấy. Vừa dứt lời Lạc Thanh Phong cũng không đáp lời Tiêu Chính Văn nữa mà nhanh chân bước đến giết Tiêu Chính Văn. Xoạt, lại một dao nữa đâm thẳng vào cổ Tiêu Chính Văn. Lạc Thanh Phong rất rõ mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn bị trúng độc không thể nào phát huy sức mạnh của mình, nhưng cơ thể cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao vốn dĩ vững chắc như đá. Không phải một nhát kiếm bình thường là có thể đâm họ bị thương, cách duy nhất có thể giết được Tiêu Chính Văn là đâm vào cổ họng anh. Bất kể giết được Tiêu Chính Văn hay làm Tiêu Chính Văn bị thương đều có thể giúp nhà họ Lạc lấy lại bài thuốc bát cực tục mệnh đan từ chỗ Khương Vi Nhan. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã khôi phục một chút sức, đâu thể để Lạc Thanh Phong có cơ hội ra tay. Ngay khi con dao găm chỉ còn cách cổ Tiêu Chính Văn chưa đến 3 cm, Tiêu Chính Văn bỗng ra đòn. Một luồng sáng màu bạc xoẹt ngang qua trước mắt Lạc Thanh Phong. Phụt. Chương 1873. Con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên vào giữa trán Lạc Thanh Phong. Đến khi chết Lạc Thanh Phong vẫn không hiểu, rõ ràng Tiêu Chính Văn đã trúng loại độc mạnh của Thiên Thần Tông, sao có khả năng đánh trả được. Nhưng cụ ta cũng chỉ có thể đến Điện Diêm Vương mà chất vấn ngờ vực này. Tiện tay cất con dao quân đội năm cạnh vào. Tiêu Chính Văn cẩn thận xem xét rừng cây xung quanh. Mãi đến khi chắc chắn không có cao thủ khác mai phục ở đây, anh mới sải bước đi về phía đường quốc lộ. Mặc dù đây là một khúc đệm nhỏ nhưng cũng khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy sợ hãi. Lúc này Tiêu Chính Văn không chỉ không thể phát huy thực lực của mình, thậm chí sức còn không bằng một người bình thường, mới đi được mấy cây số đường núi đã mệt nhoài toát mồ hôi. Cũng may có một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua từ đường quốc lộ mới đưa Tiêu Chính Văn về đến khu nội thành gần đó. Chiều hôm đó khi về đến Giang Trung, Tiêu Chính Văn đã yếu đến mức không còn sức lực, cuối cùng chỉ đành gọi cho Khương Vi Nhan bảo Độ Thiên Chân Nhân đến sân bay đón mình. Chồng ơi, anh sao thế? Sao giọng anh có vẻ không còn sức vậy? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Anh không sao, chỉ là cảm thấy cả người không còn sức thôi. Em nói Độ Thiên Chân Nhân nhanh đến đón anh về nhé. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Được rồi, em đi nói ông ấy đến đón anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan vội cúp máy, sau đó nói với Độ Thiên Chân Nhân, ông ơi, hình như Chính Văn hơi khác thường,
ông mau đến sân bay đón anh ấy về đi, tránh gây thêm rắc rối. Vâng, Độ Thiên Chân Nhân cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc từ vẻ mặt của Khương Vi Nhan, cụ ta vội vàng xoay người dẫn theo hai đệ tử chạy đến sân bay với tốc độ nhanh nhất. Cậu Tiêu, lúc Độ Thiên Chân Nhân đến, Tiêu Chính Văn đã rơi vào trạng thái hôn mê, gọi mấy lần nhưng Tiêu Chính Văn không có phản ứng. Nhanh lên, đưa cậu Tiêu lên xe, lập tức về nhà. Độ Thiên Chân Nhân và hai đệ tử đỡ Tiêu Chính Văn vào xe, sau đó lái về biệt thự nhà họ Tiêu với tốc độ nhanh nhất. Cũng may lúc này Lưu Sùng Hằng đang luyện chế bát cực tục mệnh đan, Độ Thiên Chân Nhân vừa đưa Tiêu Chính Văn vào biệt thự liền nói với đệ tử bên cạnh đi bảo môn chủ Lưu mau đến đây xem thử. Không lâu sau, Lưu Sùng Hằng và Khương Vi Nhan cùng chạy đến sảnh chính. Chương 1874. Lưu Sùng Hằng nhìn Tiêu Chính Văn đang nằm trên sofa, sắc mặt vẫn như thường, không khỏi thầm nhíu mày. Ôi, cậu Tiêu không phải chúng độc bình thường đâu, loại độc này chỉ có ba tông môn mới biết cách điều phối. Lưu Sùng Hằng tiến đến trước một bước, rồi bắt mạch cho Tiêu Chính Văn, ông ta càng chắc chắn vào suy đoán của mình. Ông nói thế là sao? Rốt cuộc cậu Tiêu bị chúng độc gì? Độ Thiên Chân Nhân vội nói. Thật ra đây là thuốc độc mãn tính, nghe nói sau một tháng mới phát tác. Nhưng vì thực lực của cậu Tiêu khá cao nên tốc độ máu lưu thông trong cơ thể nhanh hơn nhiều so với người thường. Điều này ngược lại sẽ khiến chất độc phát tác trong thời gian ngắn. Nhưng tôi không biết giải loại độc này, bây giờ ngoài người bỏ độc thì chỉ có dược sư hoàng của Dược Vương Cốc mới có thể giải được loại độc này. Hiện giờ cậu Tiêu hôn mê bất tỉnh, tôi nghĩ nên liên hệ với Dược Vương Cốc ngay. Đối phương thậm chí đã có thể đưa cho chúng ta miễn phí dược liệu mà bát cực tục mệnh đan cần thì tôi đoán họ cũng sẽ cứu người thôi nên, nói đến đây, Lưu Sùng Hằng quay đầu lại nhìn Khương Vi Nhan. Trước mắt bất kể là ông ta hay Độ Thiên Chân Nhân đều không có thể diện lớn như thế. Chỉ có Khương Vi Nhan mới có thể mời Dược Sư Hoàng đích thân đến cứu mạng Tiêu Chính Văn. Cô Khương, Lưu Sùng Hằng nói đúng đấy, hai người chúng tôi không mời được Dược Sư Hoàng. Chỉ có cô Khương có thể mời ông ta ra tay, mạng sống của cậu Tiêu đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể trì hoãn chuyện này. Dù Dược Vương Cốc có thật lòng quy thuận hay không, bây giờ đều phải thử. Độ Thiên Chân Nhân nghiêm túc nói. Cô Khương, nhất định phải nhanh lên, bây giờ cậu Tiêu hôn mê, cực kỳ nguy hiểm. Lưu Sùng Hằng cũng nói thêm vào. Khương Vi Nhan hít sâu rồi nói với Độ Thiên Chân Nhân, ông cụ. Làm phiền ông dẫn tôi đến Dược Vương Cốc một chuyến. Được, Độ Thiên Chân Nhân dẫn Khương Vi Nhan ra ngoài. Vốn dĩ Dược Vương Cốc chỉ cách Giang Trung 110 cây số, hơn nữa chuyện khá cấp bách nên chỉ cần mất chưa đến nửa tiếng Độ Thiên Chân Nhân và Khương Vi Nhan đã đến trước cửa Dược Vương Cốc. Thấy Độ Thiên Chân Nhân đi đến, đệ tử canh cửa của Dược Vương Cốc chạy đến đón, sau đó cúi người gật đầu nói, ông Độ Thiên, ông đến đây là, đi thông báo một tiếng. Nói có vợ cậu Tiêu đích thân đến thăm, xin được gặp Dược Sư Hoàng. Độ Thiên Chân Nhân nghiêm nghị nói. Hả? Chương 1875. Hai tên đệ tử trông cửa của Dược Vương Cốc liếc nhìn Khương Vi Nhan vài lần, sau đó một người chạy như bay vào trong cốc. Báo cáo, Khương Vi Nhan đến rồi. Tên đệ tử kia lao nhanh vào sảnh lớn, thở dốc, lắp bắp nói. Lúc này... Dược Sư Hoàng đang bàn chuyện với đại trưởng lão và những người khác xem làm thế nào để đối phó với Tiêu Chính Văn trong tương lai và củng cố sức mạnh của Dược Vương Cốc. Nghe thấy tiếng đệ tử báo cáo, bọn họ cùng quay đầu lại nhìn. Cậu nói cái gì? Khương Vi Nhan đến đây sao? Đại trưởng lão cau mày hỏi. Vâng, còn có ông già lúc nãy đến lấy dược liệu của chúng ta, tên Độ Thiên gì đó nữa, hai người bọn họ cùng đến, còn nói muốn gặp môn chủ. Tên đệ tử báo cáo. Ồ, Khương Vi Nhan muốn gặp tôi sao? Lông mày của Dược Sư Hoàng hơi nhíu lại. Môn chủ, chúng ta có gặp hay không? Đại trưởng lão quay lại nhìn Dược Sư Hoàng hỏi. Gặp, tập hợp toàn đội, xếp hàng đón tiếp cô Khương. Dược Sư Hoàng trầm giọng nói. Rõ, tên đệ tử bước nhanh ra khỏi sảnh lớn. Không lâu sau, hai cánh cổng chính của Dược Vương Cốc đồng thời mở ra. Dược Sư Hoàng đích thân dẫn theo 7 vị trưởng lão của Dược Vương Cốc, cũng như toàn bộ đệ tử cùng bước ra cửa. Tôi, Dược Sư Hoàng, cốc chủ Dược Vương Cốc, kính chào cô Khương. Dược Sư Hoàng chắp tay chào Khương Vi Nhan. Xin chào, môn chủ Hoàng, hôm nay tôi đến đây hơi đột ngột,
nhưng tôi mong môn chủ hoàng có thể bỏ qua hết những hiểu lầm trước đây, ra tay giúp đỡ chúng tôi. Khương Vi Nhan đi thẳng vào vấn đề, nói ra lý do đến đây. Ồ, không biết là có chuyện gì vậy? Mời cô Khương vào trong nói chuyện. Dược sư Hoàng nói rồi làm động tác mời Khương Vi Nhan. Không cần đâu, Tiêu Chính Văn bị trúng độc. Theo tôi được biết, chỉ có ông mới có thể cứu anh ấy. Không biết môn chủ Hoàng có sẵn lòng ra tay cứu giúp hay không? Khương Vi Nhan từ chối luôn lời mời của Dược sư Hoàng rồi nói thẳng. Tiêu Chính Văn trúng độc ư? Chương 1876. Dược sư Hoàng khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn đã là cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, khiến Tiêu Chính Văn trúng độc là chuyện khó như lên trời. Hơn nữa, với sức mạnh của Tiêu Chính Văn, cho dù trúng độc thì cũng sẽ không nghiêm trọng. Nhưng nhìn biểu hiện của Khương Vi Nhan, có vẻ như tình hình của Tiêu Chính Văn không mấy lạc quan. Trong lòng Dược sư Hoàng cũng rối bời. Nếu Tiêu Chính Văn đang thử thăm dò cụ ta, mà cụ ta lại không ra tay giúp đỡ thì e rằng mọi nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn thật sự trúng độc thì, trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Dược sư Hoàng đã tưởng tượng ra hơn chục tình huống có thể xảy ra. Được, nếu cô Khương đã tin tưởng tôi đến vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Người đâu, mau chuẩn bị xe. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Dược sư Hoàng quyết định ra tay giúp đỡ dù cho chuyện này là thật hay giả. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự trúng độc, cụ ta cứu một mạng, vậy chẳng phải Tiêu Chính Văn sẽ biết ơn cụ ta sao? Bằng cách này, sẽ có thể xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Cảm ơn môn chủ Hoàng, ơn cứu mạng suốt đời khó quên. Khương Vi Nhan chắp tay nói với Dược sư Hoàng. Cô Khương khách sáo quá, tôi ra tay cứu giúp, nguyện trở thành bạn tốt với cậu Tiêu và cô Khương. Cậu Tiêu gặp nạn tôi đương nhiên phải dốc toàn lực giúp đỡ. Nói xong, Dược sư Hoàng lịch sự mời Khương Vi Nhan rồi quay đầu lên xe của mình. Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân cũng không chậm trễ nữa, vội vàng trở lại xe, dẫn Dược sư Hoàng về biệt thự nhà họ Tiêu. Lúc này, Lưu Sùng Hằng lo lắng đi qua đi lại. Tiêu Chính Văn ở trên sofa, tình hình đã trở nên không mấy lạc quan, mặc dù sắc mặt vẫn bình thường nhưng trong miệng đã chảy máu. Điều này cho thấy Tiêu Chính Văn trúng độc rất nặng. Nếu không được chữa trị ngay thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cuối cùng cô cũng về rồi, Dược sư Hoàng, nhìn thấy Dược sư Hoàng phía sau Khương Vi Nhan, Lưu Sùng Hằng nuốt xuống nửa câu hỏi còn lại. Ông ta vội vàng đi đến chỗ Dược sư Hoàng, nói, xin chào môn chủ Hoàng. Chương 1877. Dược sư Hoàng không thèm để ý đến Lưu Sùng Hằng, bước nhanh đến chỗ sofa. Cẩn thận quan sát Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu trúng độc lúc nào, mọi người biết không? Chuyện này, Độ Thiên Chân Nhân và Khương Vi Nhan cùng lắc đầu. Nói thật chất độc mà cậu Tiêu trúng có lẽ là một loại độc mãn tính. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cậu Tiêu đã đánh nhau với người khác, vì vậy chất độc nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Bây giờ tôi cũng khó mà cứu giúp. Dược sư Hoàng nhíu mày, đi đi lại lại. Nếu Tiêu Chính Văn bị trúng độc hơn 8 tiếng đồng hồ thì với tình hình hiện tại của anh, cho dù là thần tiên giáng trần cũng không có cách nào cứu chữa. Ý của môn chủ Hoàng là người hạ độc cố ý phái sát thủ đến để ép Tiêu Chính Văn ra tay để đạt được mục đích giết người sao? Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, đối phương biết rất rõ đặc điểm của loại độc này, nếu tôi không nhầm thì người hạ độc có lẽ là nhà họ Lạc của Thiên Thần Tông. Loại độc này có nguồn gốc từ Thiên Thần Tông. Những người khác hoàn toàn không biết người trúng loại độc này nếu chiến đấu với người khác trong thời gian ngắn sẽ đẩy nhanh độc tố lan rộng và sẽ giết chết người đó. Trên thực tế, cho dù cậu Tiêu được cứu sống thì cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục. Trong thời gian này, cậu Tiêu không thể chiến đấu, nếu không, một khi độc lại phát tác thì khó mà bảo toàn tính mạng. Dược sư Hoàng vừa nói, vừa kéo mí mắt của Tiêu Chính Văn lên kiểm tra, rồi lại bắt mạch. Nhà họ Lạc. Từ trước đến nay, chúng tôi không có ân oán gì với nhà họ Lạc, tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Khương Vi Nhan khó hiểu hỏi. Nói rõ hơn, có lẽ chuyện này phải trách Dược Vương Cốc chúng tôi. 3 năm trước, tôi từng đồng ý với nhà họ Lạc rằng nếu nhà họ Lạc giao công thức thuốc giải của Thiên Độc Tán cho Dược Vương Cốc thì Dược Vương Cốc sẽ giao phương thức luyện bát cực cục mệnh đan cho nhà họ Lạc. Chỉ là 3 năm trôi qua, tôi đã quên mất giao ước với nhà họ Lạc. Hôm nay lại giao phương thuốc luyện đan cho cô,
có lẽ bọn họ muốn dùng tính mạng của cậu Tiêu để ép cô giao phương thức luyện đan ra. Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng, với tình trạng hiện tại của cậu Tiêu, ít nhất vẫn có thể cứu chữa. Dược sư Hoàng vừa nói vừa biết ra một đơn thuốc, đưa cho Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân, phiền ông trở lại Dược Vương Cốc, bảo đệ tử của tôi điều chế thuốc giải theo đơn thuốc này. Độ Thiên Chân Nhân cầm lấy đơn thuốc, cau mày nói, không thể lấy nguyên liệu từ tiệm thuốc trong thành phố sao. Đi tới Dược Vương Cốc rồi về ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng, cứu người như cứu lửa, không thể chậm trễ được. Độ Thiên Chân Nhân, dược liệu ở hiệu thuốc trong thành phố không đủ thanh khiết, thuốc cũng không đủ mạnh. Hơn nữa, ngoại trừ người của Dược Vương Cốc chúng tôi ra thì không ai biết điều chế loại thuốc giải này, vì vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Dược sư Hoàng nghiêm mặt nói. Chương 1878. Độ Thiên Chân Nhân nghe vậy bèn cầm lấy đơn thuốc, chạy nhanh ra ngoài. Mau, mau lái xe, lập tức đi đến Dược Vương Cốc. Mấy tên đệ tử kiếm tông nghe vậy, vội vàng lái xe đến Dược Vương Cốc với tốc độ nhanh nhất. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân rời đi, Dược sư Hoàng lại rút ra mấy cây châm bạc, bắt đầu ép độc cho Tiêu Chính Văn. Môn chủ Hoàng, tình hình của chồng tôi có phải rất tệ không? Khương Vi Nhan cố nén nước mắt, nắm tay Tiêu Chính Văn hỏi. Hai, cô Khương à, thật ra cậu Tiêu chúng độc sâu như vậy đa phần là do chính bản thân cậu ấy. Một mặt là trong cơ thể cậu ấy có một nguồn năng lượng rất kỳ lạ, mà nguồn năng lượng này luôn dẫn dắt tốc độ lưu chuyển của máu. Mặt khác, trước khi cậu ấy trúng độc, nhất định đã phải đi đường núi rất xa, cho nên khóe miệng khô rát khó chịu, sau đó còn đánh nhau với người khác, nhiều yếu tố tập trung lại vào một chỗ khiến cho công hiệu của chất độc cũng được phóng đại lên vô số lần. Thành thật mà nói, tôi chỉ nắm chắc được 6 phần, nhưng dù chỉ có một phần chắc chắn, tôi cũng sẽ cố hết sức mình nghe theo lẽ trời. Chỉ cần có một chút hy vọng cũng sẽ không buông tay. Dược sư Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn nằm trên ghế sofa, đầu mày nhíu chặt. Tuy cụ ta cũng rất mong nhìn thấy Tiêu Chính Văn chết nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dược Vương Cốc vừa đưa ra đơn thuốc, Tiêu Chính Văn đã chết không rõ ràng thì chẳng phải sẽ uổng công Dược Vương Cốc bỏ ra phương thuốc bát cực tục mệnh đan rồi ư. Mà điều khiến Dược sư Hoàng cảm thấy kỳ quái là trong cơ thể Tiêu Chính Văn dường như có một loại sức mạnh vô hình điều khiển các chức năng cơ thể của anh, bao gồm cả lưu lượng máu cũng bị nguồn sức mạnh này điều khiển, chuyển động nhanh hơn người thường nhiều. Thật ra nguồn sức mạnh mà Dược sư Hoàng cảm nhận được chính là từ trường trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Mỗi người đều có từ trường, nhưng những người không trải qua huấn luyện thì sự biểu hiện của nó cũng không rõ ràng. Nghe Dược sư Hoàng nói xong, Khương Vi Nhan thật sự không kìm nén được nước mắt đau đớn, từng giọt lệ tựa như chuỗi trân châu bị đứt dây, chảy dài trên gò má. Cô Khương, bây giờ vẫn chưa phải lúc tuyệt vọng, Dược Vương Cốc chúng tôi cũng có hiểu biết về loại độc này, trước tiên nên đưa cậu Tiêu về phòng ngủ đã, khoảng tầm một giờ nữa Độ Thiên Chân Nhân mới trở về. Khương Vi Nhan gật đầu, lau nước mắt trên mặt rồi dặn dò mấy người giúp việc, đưa Tiêu Chính Văn trở về phòng ngủ. Dược sư Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hành động lần này của Thiên Thần Tông thật sự hơi quá trớn. Chương 1879. Không phải vì Tiêu Chính Văn, mà là cách làm của Thiên Thần Tông rõ ràng dành là đang cố ra oai với Dược Vương Cốc. Bọn chó này thật to gan. Dược sư Hoàng dùng sức siết chặt nắm đấm, cơn giận dâng lên trong lòng. Vừa đi qua đi lại trong sân, Dược sư Hoàng vừa âm thầm tính toán, phải làm sao để dạy cho Thiên Thần Tông một bài học suốt đời khó quên, đồng thời cũng phải khiến cho tất cả Dược Tông hiểu một việc rằng Dược Vương Cốc vĩnh viễn là thần của cả Dược Tông. Bất kỳ người nào cũng không được động vào địa vị của Dược Vương Cốc. Đồng thời, bất kỳ quyết sách nào của Dược Vương Cốc đưa ra, các Dược Tông khác chỉ có thể tiếp nhận vô điều kiện. Ai dám phản kháng sẽ phải hứng chịu một trận bão tố. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Gần 2 tiếng sau, Độ Thiên Chân Nhân mới quay về cùng đại trưởng lão của Dược Vương Cốc. Môn chủ, thuốc đây rồi. Đại trưởng lão ôm một bình thuốc trong lòng, bước nhanh lên trước. Đừng đưa tôi, mau đút cho cậu Tiêu đi. Thời gian không đợi người. Dược sư Hoàng vội vàng chỉ tay lên tầng 2. Độ Thiên Chân Nhân vội vàng đưa đại trưởng lão đến phòng ngủ của Tiêu Chính Văn. Đại trưởng lão lau mồ hôi trán, lấy một đốt ống trúc trong lồng ngực ra. Đại trưởng lão cẩn thận dùng ống trúc mở miệng Tiêu Chính Văn ra trước, rồi sau đó mới chậm chậm rót thuốc vào miệng Tiêu Chính Văn.
Đại trưởng lão, sau khi uống thuốc này, phải mất bao lâu thì cậu Tiêu mới tỉnh lại? Độ Thiên Chân Nhân ân cần hỏi. Đại trưởng lão khó xử nhìn Độ Thiên Chân Nhân, anh Độ Thiên à, không phải tôi không muốn nói mà tình hình của cậu Tiêu rất nghiêm trọng, tôi thật sự không dám nói bừa. Môn chủ có lệnh, bất kỳ ai cũng không được bàn tán về bệnh tình của cậu Tiêu, bằng không, sẽ mời rời khỏi núi. Cho nên, mong anh thông cảm cho. Đại trưởng lão nói xong liền cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ Tiêu Chính Văn. Cô Khương, Dược Sư Hoàng vẫn đang ở đây, hẳn là vẫn cứu được. Lưu Sùng Hằng đứng bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ Khương Vi Nhan. Dĩ nhiên Khương Vi Nhan biết, Độ Thiên Chân Nhân và Lưu Sùng Hằng đều đang muốn tốt cho mình. Chương 1880. Lúc này cô cố nén nước mắt, gật đầu, khoát tay với hai người họ, tỏ ý bảo bọn họ ra ngoài trước, mình muốn yên lặng một chút. Độ Thiên Chân Nhân và Lưu Sùng Hằng ra tới đại sảnh, đúng lúc thấy Dược Sư Hoàng và Đại trưởng lão đang xì xào bàn tán gì đó, vì vậy bèn tiến lên phía trước nói, môn chủ Hoàng, ông có thể cho chúng tôi biết tình hình của cậu Tiêu như thế nào không? Dược Sư Hoàng trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, tôi không biết hai ông có để ý hay không, cậu Tiêu trúng độc rất nghiêm trọng nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Đây là vì sao? Lưu Sùng Hằng suy ngẫm, lắc đầu đáp, môn chủ Hoàng, chuyện mà ông nói, cả đời này tôi chưa gặp bao giờ nên cũng không nói được vì sao. Đó là bởi vì chất độc đã xâm nhập vào huyệt quyết âm, vì vậy, sắc mặt sẽ không có thay đổi gì, nhưng đã như vậy thì độc ngấm vào càng sâu, nếu giờ tí đêm nay, sắc mặt cậu Tiêu đột nhiên tái nhợt hoặc ửng hồng thì không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Nếu sắc mặt cậu Tiêu đột nhiên trở nên xanh đen, hoặc vàng vọt nghĩa là độc tố đã bị tống ra ngoài. Tuy những người như chúng tôi nói là dùng tinh lực cả đời để nghiên cứu, có một vài lúc chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Vì vậy, bây giờ mà muốn tôi nói rõ cậu Tiêu sống hay chết thì đúng là làm khó tôi quá. Nghe Dược Sư Hoàng nói xong, Độ Thiên Chân Nhân và Lưu Sùng Hằng không khỏi hoảng sợ. Nói vậy có nghĩa là tình hình hiện giờ của cậu Tiêu là thập tử nhất sinh. Lúc Độ Thiên Chân Nhân nói ra câu này, toàn thân như toát ra một luồng sát khí. Thiên Thần Tông, chỉ là một dược tông mà cũng dám ra tay tàn độc như vậy với Tiêu Chính Văn ư? Nếu Tiêu Chính Văn bình an vô sự thì chẳng sao. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn gặp bất trắc gì, chắc chắn Độ Thiên Chân Nhân sẽ dẫn đầu Thiên Kiếm Tông san bằng Thiên Thần Tông. Hừ, xem ra bọn người Thiên Thần Tông chán sống rồi. Lưu Sùng Hằng nghiến răng nghiến lợi giận dữ mắng. Lưu Sùng Hằng thiếu tự tin là bởi Thanh Vân Tông vốn không thể so sánh được với Thiên Thần Tông. Nhưng Độ Thiên Chân Nhân ở đây, Thiên Kiếm Tông chính là cấp dưới của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gặp chuyện không may, Độ Thiên Chân Nhân nhất định sẽ là kẻ đầu tiên giết thẳng đến Thiên Thần Tông. Vì vậy, thể hiện lòng trung thành vào thời điểm này là kế sách tốt nhất. Hai ông không cần kích động, chuyện của Thiên Thần Tông, Dược Phương Cốc chúng tôi cũng sẽ truy xét đến cùng, toàn bộ Dược Tông chưa từng có kẻ nào dám không nể mặt Dược Phương Cốc chúng tôi như vậy. Hai mắt Dược Sư Hoàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, gằn giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.